Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 851 không phải bây giờ. Chắc chắn nó sẽ không tránh khỏi việc phải chết, nhưng không phải là bây giờ. Chờ đến khi chúng ta giao nó cho ông chủ Đỗ, để ông ta lấy mắt của nó, sau đó giết nó cũng không muộn. Hách Diệp nói, chúng ta đã bắt được 3 người phụ nữ này, cũng đã đủ để cho cậu chủ nhà họ Đỗ thay nhãn cầu rồi, thiếu một người cũng đâu có sao. Một người trong đám nói, nhãn cầu của phụ nữ có thể không thích hợp với cậu chủ nhà họ Đỗ, có lẽ chỉ có nhãn cầu của anh ta mới thích hợp. Chính anh ta đã đánh hư mắt của cậu chủ nhà họ Đỗ, phải khoét mắt anh ta, hành hạ anh ta đến chết, như thế mới có thể giải đi nối hận trong lòng của chúng ta. Hách Diệp nói, được, vậy nghe theo lời đại ca. Trước hết cứ khoét mắt của anh ta, sau đó sẽ giết anh ta để báo thù cho anh em. Tất cả cấp chợt tỉnh ngộ, đều đồng ý. Triệu Đình Vũ, đang nằm trên mặt đất, cùng với Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi đã bị bắt, đều đã nghe được tất cả những gì bọn tay sai nói, bọn họ ai nấy đều sởn gai óc, không ngờ gia đình Đỗ lại muốn khoét mắt của mình. Thực sự quá độc ác. Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc đều hiểu rằng một khi bị những người này bắt, họ sẽ bị lấy mắt, nên lập tức kêu cứu, hy vọng có người qua đường đến giải cứu. Nhưng mà, những người trên con đường đông đúc lúc nãy đã sớm chạy trốn hết rồi. Gần đó cũng có một số chiếc xe, chạy đến thấy vậy thì dừng lại ở phía xa xa, không ai dám xía mũi vào chuyện của người khác. Mau đưa bọn họ lên xe, đừng để cho bọn họ la hét nói bậy bạ. Hách Diệp nói. Các thuộc hạ ngay lập tức đẩy Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Lê Ngọc Khiết lên xe. Triệu Đình Vũ lúc này đã bị bắn nhiều phát vào người và không thể cử động được nữa, cũng đã được đưa lên xe. Sau đó, Hách Diệp để lại một nhóm thuộc hạ, để mang thi thể của những người đã bị bắn chết đi. Bởi vì nếu để thi thể lại trên đường lớn, sẽ gây sự chú ý cho mọi người, và mọi chuyện cũng sẽ càng ngày càng phức tạp hơn. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Hách Diệp dẫn đầu đám tay chân của mình rời đi, đưa Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi đến tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố. Trên đường đến tòa nhà đang xây dở, Hách Diệp lấy điện thoại di động ra, để báo cho Đỗ Quang một tin vui trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đỗ Quang trong tòa nhà đang xây dở vẫn đang rất lo lắng, vừa nhìn thấy điện thoại của Hách Diệp gọi đến, ông ta lập tức trả lời, nóng lòng hỏi có bắt được người không? Ông chủ Đỗ, người đã bị bắt, hiện tại chúng tôi đang đến người đến cho ông. Hách Diệp nói, tốt lắm, vậy thì quá tốt rồi, vất vả cho các cậu rồi. Đỗ Quang vui vẻ nói, ông chủ Đỗ, vì bắt mấy người này mà không ít anh em của chúng tôi đã chết. Hách Diệp nói, cậu Diệp, tôi sẽ không bạc đãi anh em các cậu đâu, sau khi các cậu đem người đến đây, tôi sẽ đưa thêm cho các cậu một chút tiền, để trợ cấp cho các anh em. Đỗ Quang nói, được rồi, cảm ơn ông chủ Đỗ. Hách Diệp nói, sau khi cúp điện thoại, Đỗ Quang nói với Ngụy Thái Phượng, vợ à, Hách Diệp và những người khác đã bắt được người rồi, đang trên đường tới đây. Được, thật sự quá tốt rồi. Bác sĩ Vu, chuẩn bị phẫu thuật đi, người sẽ sớm được đưa đến đây. Ngụy Thái Phượng nói, được rồi, chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ còn đợi mọi người đưa người tới thôi. Vu Cơ nói, Vu Cơ đã làm xong phẫu thuật xương chân cho Thôi Bình. Bây giờ chỉ còn đợi người của Đỗ Quang đưa người đến. Thôi Bình vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, hiện tại vẫn đang nghỉ ngơi chưa rời đi. Anh ta cũng muốn xem, Triệu Đình Vũ, người vừa đá gãy chân anh ta, bị khoét mắt như thế nào. Chỉ khi nhìn thấy đôi mắt của Triệu Đình Vũ bị khoét, anh ta mới có thể giải đi mối hận thù trong lòng mình. Lần này, nhất định sẽ không chậm trễ nữa. Bởi vì người của chúng tôi đã bắt được người rồi, Ngụy Thái Phượng nói. Ông Đỗ, bà Đỗ, tôi có một đề xuất này, không biết có nên nói hay không? Vu Cơ nói. Chương 852 đề xuất. Bác sĩ Vu có bất kỳ đề xuất nào, thì cứ việc nói ra. Ngụy Thái Phượng nói. Sau khi tôi làm phẫu thuật lấy nhẫn cầu của mấy người đó để hai người đưa đến bệnh viện, thì các bác sĩ trong bệnh viện cũng sẽ không làm phẫu thuật thay nhãn cầu ngay lập tức đâu. Vu Cơ nói. Tại sao lại như vậy? Ngụy Thái Phượng và Đỗ Quang đồng thời hỏi. Vu Cơ nói, bởi vì đó là bệnh viện chính quy, đối với nhãn cầu không rõ nguồn gốc lai lịch, có thể bọn họ sẽ hỏi nguồn gốc, và sẽ không dám tự tiện làm loại phẫu thuật thế này. Vu Cơ nói, vậy chúng tôi phải làm sao bây giờ? Ngụy Thái Phượng hỏi, đúng vậy, mọi thứ đã sẵn sàng, đến mắt cũng đã chuẩn bị xong.
nếu không ai dám làm như lời của anh nói, chẳng phải chúng tôi sẽ thất bại trong gang tấc sao? Hai người không phải lo lắng, thực ra, tôi có cách. Vu Cơ nói. Cách gì, bác sĩ Vu, xin hãy nhanh chóng nói cho chúng tôi biết. Đỗ Quang nói. Chính là đem con trai hai người ra khỏi bệnh viện và để tôi thực hiện phẫu thuật thay nhãn cầu cho anh ta. Vu Cơ nói. Bác sĩ Vu, anh cũng biết làm phẫu thuật thay nhãn cầu sao? Đỗ Quang ngạc nhiên hỏi. Tất nhiên, tôi là bác sĩ chợ đen có tiếng. Tôi lấy nhãn cầu được thì cũng, thay nhãn cầu được. Tôi sẽ thực hiện hai ca phẫu thuật này một lần, và hiệu quả sẽ tốt hơn. Vu Cơ nói. Nếu như vậy thì tốt quá. Tôi sẽ đến bệnh viện đưa con trai tôi đến đây ngay lập tức, để bác sĩ Vu phẫu thuật thay nhãn cầu cho nó. Được rồi, nhưng mà, phẫu thuật thay nhãn cầu phức tạp hơn và rất khó khăn, nên phải tính thêm một khoản phí phẫu thuật nữa. Ông ta là một bác sĩ chợ đen, làm gì cũng chỉ vì tiền, nên tất nhiên ông ta sẽ không là phẫu thuật không công cho người khác. Ông ta đề nghị nên để mình làm phẫu thuật thay nhãn cầu cho Đỗ Lượng, cũng chỉ để bản thân có thể kiếm thêm phí phẫu thuật. Tiền không phải là vấn đề, bác sĩ Vu tính bao nhiêu tiền cho ca phẫu thuật đó? Đỗ Quang hỏi. Phẫu thuật lấy nhẫn cầu sẽ là 3 tỷ, phẫu thuật thay mắt tôi cũng không lấy thêm, thôi thì thu 3 tỷ luôn đi, tổng cộng là 6 tỷ. Vu Cơ nói. Không thành vấn đề, chỉ cần ca phẫu thuật thành công, mắt của con trai tôi có thể khôi phục bình thường, 6 tỷ, chẳng là gì cả. Đỗ Quang nói. Ông chủ Đỗ thực sự rất thẳng thắn, vậy thì mau đến bệnh viện đón cậu chủ qua đây đi. Vu Cơ nói. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, nhân lúc người vẫn chưa đưa đến đây, anh mau đến bệnh viện đưa con trai đến đây đi. Để cho khi Hách Diệp đưa người đến đây thì con trai của chúng ta cũng đã đến đây. Đến lúc đó bác sĩ Vu lấy nhãn cầu của bọn họ thì có thể thay cho con trai chúng ta ngay lập tức. Ngụy Thái Phượng cũng nói. Được rồi, anh đi ngay. Đỗ Quang nói xong bước nhanh ra ngoài. Bên ngoài tòa nhà đang xây dựng dở dang, Đỗ Quang dẫn theo một nhóm người của mình lái xe đến bệnh viện. Vì Triệu Đình Vũ bị thương nặng nên được chở đến tòa nhà đang xây dở bằng xe tải một mình, không ngồi cùng xe với Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tĩnh Vi. Máu không ngừng tuôn ra từ vết thương của anh ta, nhưng những người nhà họ Đỗ áp giải anh ta không quan tâm. Dù sao thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ phải chết. Triệu Đình Vũ biết rằng thời khắc nguy hiểm nhất đã đến, anh ta muốn gọi cho Chu Nhược Mai và nhờ cô giúp đỡ, muốn cầu cứu cô, để cô nhờ Lê Uy Long cử một số người đến cứu mình và em gái, cũng như Lê Tuyết Tương và Lê Tĩnh Vi. Nhưng mà, do anh ta đã bị trúng quá nhiều đạn, máu vẫn không ngừng chảy ra nên anh ta đã mất quá nhiều máu và kiệt sức, không còn sức để lấy điện thoại di động ra gọi. Triệu Vũ Ngọc ngồi cùng xe với Hách Diệp, sau khi nghe Hách Diệp gọi Đỗ Quang, cô ấy cũng nhớ ra việc gọi cho Chu Nhược Mai và nhờ cô giúp đỡ. Bây giờ là thời khắc sinh tử, nếu không gọi Chu Nhược Mai vào lúc này thì còn đợi đến bao giờ? Nếu còn không gọi cho Chu Nhược Mai, sau này sẽ không có cơ hội gọi nữa. Nhưng mà, nếu cô ấy ở trên xe gọi cho Chu Nhược Mai, nhất định sẽ bị người trong xe nghe thấy. Thay vào đó, cô ấy quyết định gửi một tin nhắn. Cô ấy, lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Chu Nhược Mai. Nhờ cô nhờ Lê Uy Long cử binh lính đến cứu cô ấy. Vì Lê Uy Long là một hộ soái bảo vệ, chỉ cần anh ra lệnh, sẽ có vô số người đến giải cứu. Bây giờ, chỉ có Lê Uy Long là người duy nhất có thể cứu được họ. Dù sao, anh trai của cô ấy đã từng cứu vợ của Lê Uy Long một mạng, nên Lê Uy Long sẽ niệm tình mà cử người đến đây giải cứu họ. Vì vậy, Triệu Vũ Ngọc lợi dụng lúc những người đó không chú ý, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gửi một tin nhắn cho Chu Nhược Mai. Chương 853 không biết. Dù Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tĩnh Vi bị bắt vào xe nhưng tay chân cũng không bị trói vẫn có thể cử động được. Lê Tuyết Tương thực sự muốn nhờ đến sự giúp đỡ của đứa con trai làm hộ soái bảo vệ của mình, nhưng bà ấy và Lê Uy Long đã xa cách nhiều năm nên không có số điện thoại của anh. Bà ấy không biết rằng Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc đều quen biết con trai và con dâu của bà ấy. Càng không biết nhân vật lớn mà hai anh em đã nhắc đến chính là con trai của bà. Cảm thấy vì bản thân mình, mà đã làm phiền hai anh em họ đến giờ phút này, bà ấy cảm thấy thực sự rất có lỗi. Mà Triệu Vũ Ngọc lúc này đã lấy điện thoại ra và đang bí mật viết một tin nhắn cho Chu Nhược Mai. Lúc này, ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Trước khi bị hành quyết, người nhà họ Trần và nhà họ Phan không ngừng khóc lóc van xin lòng thương xót, vô cùng hối hận về những chuyện đã làm. Lê Uy Long muốn nói vài lời với Chu Phi Dương, người sắp bị hành quyết, vì vậy anh đã không lập tức ra lệnh hành quyết.
Phi Dương, đừng trách anh rể độc ác, chuyện này hoàn toàn là do anh, gieo gió gặt bão. Lệ Uy Long nói với Chu Phi Dương. Anh rể, tôi biết rồi, trước đây vì quá hận anh, mà tôi đã để cho thù hận che mờ lý trí, cho nên mới nghĩ đến việc đầu quân cho nước Liệp Ưng. Muốn dẫm đạp lên anh, và muốn nhà họ Chu thành gia tộc hàng đầu. Tôi đã biết mình đã sai rồi, dù cho có ra sao, cũng không nên phản quốc để theo địch. Chu Phi Dương nói. Anh hiểu được là tốt rồi. Tôi chưa từng đụng chạm đến anh. Tại sao trước đây cậu lại ghét tôi đến vậy? Lệ Uy Long hỏi. Bởi vì anh từ một người con rể nhỏ bé của nhà họ Chu, bỗng nhiên trở thành một hộ soái bảo vệ, nở mày mở mặt. Anh đã cướp hết đi sự vinh quang của tôi, nên tôi đã ganh tị với anh. Phi Dương nói. Trước khi đến nhà họ Chu, tôi cũng đã là một hộ soái bảo vệ. Làm người phải có lòng bao dung rộng lớn. Đừng lấy người khác so sánh với bản thân mình, nhưng cũng có một số người, chẳng thà nhìn người xa lạ công thành danh toại, cũng không chấp nhận người trong nhà thành công hơn mình, cậu chính là người như vậy. Lệ Uy Long nói, bây giờ bản thân tôi mới hiểu ra những đạo lý này, thì cũng đã quá muộn. Anh rể, trước khi chết, tôi muốn xin anh hai điều. Chu Phi Dương nói, anh hãy nói đi, chỉ cần nó không vi phạm đại nghĩa của đất nước và đạo đức con người, và trong khả năng giúp đỡ của tôi, tốt nhất định sẽ giúp anh thực hiện. Lệ Uy Long nói, tôi biết, tất nhiên tôi sẽ không để anh làm những việc trái với lẽ phải và đạo lý của đất nước. Tôi nghĩ điều đầu tiên tôi muốn nhờ anh giúp đỡ là sau khi tôi chết, hãy giúp tôi chăm sóc cha mẹ và bà nội thật tốt, Chu Phi Dương nói. Chuyện này không thành vấn đề, cho dù anh không nói, tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho bọn họ. Dù sao tôi cũng cưới Nhược Mai, trở thành con rể nhà họ Chu, gia đình của anh cũng là gia đình của tôi. Lệ Uy Long nói, người nhà họ Chu của chúng tôi, ngoại trừ tôi, tất cả đều trung thành với Long Quốc và yêu mến Long Quốc. Lúc đầu, tôi đã từng đề nghị với nhà họ Chu rằng chúng tôi sẽ đầu quân cho nước Liệp Ưng, nhưng họ đã từ chối. Đặc biệt là chị hai của tôi là Chu Lệ Ngọc, chị ấy đã bị kẻ thù đánh cho tơi tả, những chị ấy thà chết chứ không đầu hàng, Chu Phi Dương nói. Tôi biết tất cả những điều này, anh không cần phải nói thêm. Lệ Uy Long nói, được, nếu anh đã biết tất cả thì tôi sẽ không nói thêm nữa. Điều thứ hai là sau khi tôi chết, xin hãy giúp tôi chăm sóc chị hai, người tôi không yên tâm nhất chính là chị ấy. Chu Phi Dương nói, chị hai của anh còn trẻ như vậy và đang ở tuổi thanh xuân, sao anh lại lo lắng cho cô ta như vậy? Lệ Uy Long hỏi, bởi vì chị ấy đã từng kết hôn, tôi sợ chị ấy sau này sẽ khó kết hôn lại. Cho dù có thể kết hôn, e rằng cũng sẽ là người không được tốt. Chu Phi Dương nói, việc hôn nhân, tôi không thể can thiệp nhiều. Tất cả đều tùy vào duyên số. Chị hai của anh cũng rất xinh đẹp, tôi nghĩ cô ta chắc chắn sẽ tìm được một người chồng như ý. Lệ Uy Long nói, anh rể, trước khi chết, tôi muốn nói cho anh một bí mật của chị hai. Chu Phi Dương nói, cô còn có thể có bí mật gì? Lệ Uy Long hỏi, dù cho đã kết hôn với Trần An Khang, nhưng chị ấy vẫn là cô gái trong trắng. Chu Phi Dương nói, Lệ Uy Long sửng sốt trong chốc lát. Không ngờ Chu Lệ Ngọc vẫn là một thiếu nữ trong trắng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ cô ta cũng giống như Chu Nhược Mai, không cho chồng đụng vào người khi kết hôn sao? Chu Phi Dương thấy Lệ Uy Long sững sờ, liền biết anh không hiểu nên nói tiếp, bởi vì Trần Anh Khang vốn dĩ không phải đàn ông, không thể làm chuyện nam nữ, cho nên chị hai của tôi vẫn vậy là một thiếu nữ. Trần An Khang ở một bên vẫn đang gào khóc, không ngờ trước khi chết còn bị Chu Phi Dương vạch trần, thật sự không còn mặt mũi. Trước khi chết còn phải mất mặt lần nữa, không còn chút tôn nghiêm nào. Anh nói chuyện đó cho tôi để làm gì? Lệ Uy Long không biết Chu Phi Dương nói cho mình chuyện Chu Lệ Ngọc vẫn còn là thiếu nữ là muốn bày tỏ điều gì. Tôi nói cho anh biết điều này, là muốn anh giúp chị hai của tôi tìm được một người đàn ông tốt, biết trân trọng cô ấy. Chu Phi Dương nói, chương 854 sẽ cố gắng. Tôi sẽ cố gắng hết sức, Lệ Uy Long nói. Ngụy Nghiêm lúc này mới nói. Lệ Uy Long, cậu và người em rể phản bội của cậu cứ thao thao bất tuyệt, rốt cuộc thì muốn chờ đến khi nào? Thời gian hành quyết đã đến rồi. Nếu cậu không muốn giết cậu ta, thì cứ thả cậu ta ra, đừng làm lãng phí thời gian của chúng tốt. B. Lệ Uy Long biết rằng Ngụy Nghiêm đang chờ xem anh đưa Chu Phi Dương vào chỗ chết, tuy rằng trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không thể để lộ ra. Bởi vì những gì Chu Phi Dương phạm phải là tội ác mà luật pháp quốc gia không tha thứ được. Phi Dương. Thôi được rồi, một bước đi sai lầm sẽ phải trả giá muôn đời. Có một số con đường, một khi bạn đã đi sai, thì không có đường quay lại nữa.
Tôi hy vọng anh có thể rút được bài học kinh nghiệm cho bản thân, kiếp sau có thể làm người tốt. Lệ Uy Long nói xong, liền xoay người rời đi. Anh không thể chịu được khi nhìn em rể của mình bị bắn chết. Anh rể, tôi không hận anh nữa, cảm ơn đã tiễn tôi đi. Mong anh cùng chị họ tôi sớm sinh quý tử, đầu bạch trăng long. Chu Phi Dương nói. Hành hình, Lệ Uy Long hô to một tiếng, như cắt vào trái tim. Đùng đùng đùng. A a a a a. Một tràng tiếng súng nổ vang lên trong nghĩa trang liệt sĩ, người nhà họ Trần và nhà họ Phan, cũng như Chu Phi Dương, lần lượt ngã xuống đất. Những việt gian này cuối cùng cũng phải nhận quả báo xứng đáng. Từ đó về sau, thành phố Quốc Hòa không còn họ Trần và nhà họ Phan nữa. Bên ngoài nghĩa trang liệt sĩ, người nhà họ Chu khi nghe thấy tiếng súng vang lên trong nghĩa trang liệt sĩ, tất cả đều ngã quỵ. Phi Dương, con trai của tôi, em trai, Chu Thế Huy, Kim Ngọc và Chu Lệ Ngọc hét lên trong đau buồn. Còn bà Chu nghe thấy tiếng súng, hai mắt tối sầm lại và rơi vào hôn mê. Bà ta đã có tuổi, thực sự không thể chấp nhận nỗi đau khi người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Mẹ! Bà nội! Khi Chu Thiệu Huy và Chu Nhược Mai nhìn thấy bà Chu ngất xỉu trên mặt đất, họ ngay lập tức hoảng sợ và vội vàng đến đỡ bà ta dậy. Mà Chu Thế Huy, Kim Ngọc và Chu Lệ Ngọc lúc này đau lòng, khóc đến mờ mịt không còn có thời gian để ý đến bà Chu. Bà nội, mau tỉnh lại đi, bà đừng làm chúng con sợ mà. Chu Nhược Mai vừa nói vừa lay Chu lão bà, vừa khóc vừa nói. Tuy nhiên, mặc cho Chu Nhược Mai hét lên như thế nào, bà Chu cũng không thể tỉnh lại. Mau đưa bà nội con đi bệnh viện, Chu Thiệu Huy dứt khoát nói. Được, người đâu mau đến đây đưa bà nội lên xe nhanh lên. Chu Nhược Mai lập tức nói với người hầu nhà họ Chu. Người hầu nhà họ Chu nghe lệnh, chạy ngay lên, vội vàng bế bà Chu lên xe. Đúng lúc này, tin nhắn di động của Chu Nhược Mai đột nhiên vang lên. Chương 855 cô không chú ý. Tuy nhiên, Chu Nhược Mai lúc này đang bận đưa bà nội đến bệnh viện nên không có thời gian nhìn vào điện thoại di động. Mặc dù nghe thấy âm thanh của tin nhắn điện thoại di động, nhưng cô cũng không chú ý đến nó lắm. Bởi vì ngày thường cũng không có ai gửi tin nhắn cho cô, với những chuyện quan trọng hầu như mọi người đều gọi điện thoại. Tin nhắn trong điện thoại hầu như chỉ toàn là tin nhắn rác mà thôi. Sau khi đưa bà Chu lên xe, Chu Thiệu Huy nói với Chu Nhược Mai, Nhược Mai, con hãy quay lại an ủi chú hai và thím của con đi, họ đang rất đau lòng, bố sẽ chăm sóc cho bà nội. Được, vậy con sẽ quay lại an ủi chú hai và thím hai, giao bà nội cho bố. Chu Nhược Mai Dương cũng hiểu rằng Chu Phi Dương bị hành hình, người đau lòng nhất là chú hai và thím hai, họ rất cần người ở bên an ủi. Về phần bà nội, cô chỉ có thể giao cho bác sĩ, cô có đến đó cũng không có tác dụng gì. Vì vậy, Chu Nhược Mai lại quay lại đó một lần nữa. Chu Thế Huy và Kim Ngọc thấy con trai của mình bị hành hình thì khóc đến chết đi sống lại, Chu Lệ Ngọc mất đi đứa em trai cũng vô cùng đau khổ. Chu Nhược Mai chạy đến bên Chu Thế Huy và Kim Ngọc không ngừng an ủi họ. Lúc này, ở bên trong nghĩa trang liệt sĩ, khi binh lính của ba quân thấy Lệ Uy Long xử tử ngay cả em rể của mình, thì tất cả đều vô cùng kính phục và nể nang Lệ Uy Long. Danh xưng thuyết huyết hộ soái không phải chỉ là hư danh. Đối với những kẻ bán nước cầu vinh, trở thành Việt gian thì bất kể là ai, dù là em vợ của mình đi nữa, thì Lệ Uy Long cũng sẽ không bao giờ dung thứ. Những người dân thường đang đứng vây quanh bên ngoài nghĩa trang liệt sĩ để xem từ phía xa cũng nhìn thấy cảnh nhà họ Trần, nhà họ Phan và Chu Phi Dương bị hành quyết, khiến họ vô cùng bàng hoàng khiếp sợ. Những người dân đang xem hành quyết Việt gian không ngờ rằng, Lệ Uy Long lại hành quyết chính em vợ của mình. Về sau còn có ai dám làm Việt gian nữa không? Sau khi Lệ Uy Long hành hình Chu Phi Dương xong thì trong lòng có chút dao động. Dù sao thì lúc Chu Lệ Ngọc bị quân địch đánh tơi tả, Chu Phi Dương đã vô cùng ăn năn hối cải. Nhưng những tội lỗi mà anh ta đã gây ra trước đây không thể nào bù đắp được bằng sự ăn năn hối cải sau này. Thời xưa, có Gia Cát Lượng vì phải chém Mã Tốc mà chảy nước mắt, bây giờ có Lệ Uy Long vì kìm nén nỗi đau mà giết em vợ của mình. Khi Ngụy Nghiêm nhìn thấy Lệ Uy Long giết cậu em vợ của mình, trên mặt tràn đầy vui sướng. Quốc Vương Long Quốc biết rằng Lệ Uy Long chắc hẳn đang rất buồn, vì vậy anh ta bước đến và nói với Lệ Uy Long, hộ soái Lê vì luật pháp của nước nhà mà không thiên vị người thân của mình, không hổ là thuyết huyết hộ soái của Long Quốc chúng ta. Quốc Vương Long Quốc cũng đã hành quyết Việt gian xong, chuẩn bị bắt đầu lễ tuyên thệ trước khi xuất quân thôi. Lệ Uy Long lập tức bình tĩnh trở lại, lãnh đạm nói.
với tư cách là thống soái của hàng vạn quân lính, anh sẽ không bao giờ để bản thân dao động quá lâu chỉ vì đã hành hình một người em rể mang tội phản quốc. Trên chiến trường mưa bom bão đạn, có rất nhiều chiến sĩ yêu nước hăng hái giết địch bảo vệ quốc gia để rồi phải hy sinh, anh cũng không buồn quá lâu, huống hồ chi chỉ là trừng phạt một cậu em vợ mang tội. Được rồi, lễ tuyên thệ trước khi xuất quân, chuẩn bị bắt đầu. Quốc vương Long Quốc nói. Trước tiên hãy đem thi thể của những Việt gian này ra khỏi nghĩa trang trước, đừng để những kẻ này làm ô uế nghĩa trang liệt sĩ. Sau khi kết thúc lễ tuyên thệ, thì sẽ đem những thi thể đó hỏa táng. Lê Uy Long nói. Vâng, nhóm binh sĩ chịu trách nhiệm hành quyết đồng thanh hô. Đưa thi thể của Chu Phi Dương cho nhà họ Chu khâm liệm. Lê Uy Long lại nói. Nhà họ Trần và nhà họ Phan đều đã bị tiêu diệt, không ai thu thập xác chết, nhưng Chu Phi Dương vẫn còn người nhà. Vì vậy anh muốn giao thi thể của Chu Phi Dương cho nhà Chu xử lý. Vâng, những người lính đồng thanh. Sau đó, những người lính này mang xác của những kẻ phản bội vừa bị xử bắn ra khỏi nghĩa trang liệt sĩ. Những người bên ngoài nghĩa trang liệt sĩ nhìn thấy thi thể nhà họ Trần và nhà họ Phan được đưa đi, đều bàn tán xôn xao. Nhìn xem, những tên bán nước cầu Vinh đó cuối cùng cũng đã phải đền tội. Đúng vậy. Nhà họ Trần và nhà họ Phan đều là những nhân vật có tiếng tăm tại thành phố Quốc Hòa chúng ta. Vô cùng oai phong, không ngờ cuối cùng lại có kết cục như thế này. Long Quốc của chúng ta từ trước đến nay đều vô cùng căm ghét những tên Việt gian như thế này, vậy mà bọn họ lại cả gan bán nước cầu Vinh, thì phải chịu trừng phạt, bây giờ cả nhà đều bị giết sạch, thật sự khiến người khác hạ dạ. Bọn chúng tôn sùng ngoại bang, đánh giá cao kẻ thù, coi thường sức mạnh của Long Quốc của chúng ta. Nghĩ rằng nếu đầu quân cho kẻ thù thì có thể hưởng vinh hoa phú quý, không ngờ rằng đại quân của Long Quốc chúng ta lại có một tướng tài giỏi như Lê Uy Long, chỉ huy quân lính nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ quân địch. Những tên Việt gian coi thường sức mạnh của Long Quốc, đã phải nhận lấy quả báo cả gia tộc bị diệt vong. Chu Thế Huy, Kim Ngọc và Chu Lệ Ngọc, đang khóc lóc thảm thiết, nhìn thấy thi thể của Chu Phi Dương được mang ra và đặt trước mặt họ, thì càng đau khổ hơn. Phi Dương, con trai của mẹ. Em trai, Chu Thế Huy, Kim Ngọc và Chu Lệ Ngọc vồ lấy thi thể của Chu Phi Dương, khóc như chết đi sống lại. Người vừa rồi vẫn còn sống, trong phút chốc đã biến thành một cái xác thì làm sao mà không xót xa cho được. Kim Ngọc trực tiếp nằm liệt xuống đất, khóc lớn bên cạnh thi thể của Chu Phi Dương. Chu Nhược Mai lúc này cũng rất buồn, tâm trạng rất phức tạp, dù sao Chu Phi Dương cũng là em họ của cô, cho nên sao cô có thể không buồn chứ? Từ nay về sau cô sẽ không còn em trai nữa, nhà họ Chu cũng không còn người để nối dõi tông đường. Lúc này, chắc chắn Chu Nhược Mai sẽ không bao giờ lấy điện thoại di động ra xem, cho nên vừa rồi di động thông báo có tin nhắn, cô cũng không nhìn đến. Sau khi những binh lính khiêng xác trở về nghĩa trang liệt sĩ, Lệ Uy Long rút tiểu lâu thần kiếm ra, chỉ kiếm lên trời và hét lên, lễ tuyên thệ, bắt đầu. Chương 856 tuyên thệ. Binh lính của ba đạo quân lúc này ngay lập tức nghiêm trang, tiếng bước chân chỉnh tề rung động núi non một hồi, vang vọng hồi lâu trong thung lũng. Xe tăng hai bên nghĩa trang liệt sĩ đồng loạt nâng nòng súng lên, chĩa lên không trung. Khu vực chiến sự phía nam đã làm tốt công tác phòng ngự, để ngăn chặn quân địch nhân cơ hội tấn công những quan chức, tướng lĩnh cấp cao của Long Quốc đang tiến hành lễ tuyên thệ trước khi xuất quân tại quảng trường phía nam, để phát động cuộc đột kích bất ngờ. Người thống lĩnh cao như của Long Quốc chính là quốc vương Long Quốc, tiếp theo là hộ soái bảo vệ Lê Uy Long, hộ soái trấn Nam Trần Kiệt, tướng bốn sao Vũ Hải, và những văn võ tướng khác cũng đi theo quốc vương Long Quốc. Giờ phút này tất cả bọn họ đều có mặt trong nghĩa trang liệt sĩ, nên nếu quân địch thả một tên lửa xuống nghĩa trang liệt sĩ, thì đối với Long Quốc, đó sẽ là một thảm họa. Nếu quốc vương Long Quốc và Lê Uy Long bị giết, thì Long Quốc sẽ rời vào tình thế rắn không có đầu, sẽ bị chia cắt. Thậm chí khắp các nơi sẽ xuất hiện các chư hầu đánh giết lẫn nhau để tranh quyền đoạt vị, chính trị sẽ rơi vào cục diện rối loạn. Do đó, vào thời điểm này, thành phố Quốc Hòa đã được nâng cấp lên mức cảnh báo cao nhất, tiếp nhận trạng thái sẵn sàng chiến đấu đặc biệt. Vô số máy bay chiến đấu bắt đầu bay lượn trên thành phố Quốc Hòa, để tuần tra sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, đồng thời cũng ra oai cho lễ tuyên thệ. Tiếp theo, mời quốc vương Long Quốc lên phát biểu. Lê Uy Long nói. Toàn quân đứng dậy chờ đợi quốc vương Long Quốc nói. Quốc vương Long Quốc bước tới, đứng giữa, đối mặt với tất cả các binh lính ba quân, dõng dạc tuyên bố. Các chiến sĩ của chúng ta, lần này nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư Quốc, nước Lang Quốc, nước Dẫn Giao. Năm quốc gia liên minh ở phía đông,
Nam, Tây, Bắc, bốn phía đã thực hiện một cuộc đại tấn công vào Long Quốc chúng ta, để phát động chiến tranh xâm lược ở quy mô lớn. Tai ương đổ lên đầu đất nước của chúng ta, những chiến sĩ của Long Quốc đã hy sinh vì quốc gia, không sợ sinh tử, rong ruổi nơi xa trường để quyết sinh tử với kẻ địch. Họ đã thể hiện đầy đủ phẩm chất anh hùng bất khuất của những người đàn ông Long Quốc chúng ta, đã tạo ra vô số những chiến tích anh dũng, sinh ra vô số anh hùng. Tinh thần những người lính của Long Quốc là linh hồn của quốc gia chúng ta và là nền tảng giúp cho Long Quốc có thể đứng vững trong hàng nghìn năm qua. Ai cũng có trách nhiệm cho sự hưng vọng của một quốc gia. Ngoài những chiến sĩ trên chiến trường, cũng có rất nhiều cán bộ của nhiều ngành khác tham gia đối phó với quốc nạn, họ cũng đã xâm nhập chiến đấu anh dũng với kẻ thù, cũng đã thể hiện được tinh thần bất khuất, không sợ hãi đóng góp to lớn để bảo vệ sự an toàn của thành phố Quốc Hòa. Ví dụ như Cục Công an của thành phố Quốc Hòa. Khi quân địch đang đánh vào thành phố Quốc Hòa, Bính Loan, Cục trưởng Cục Công an của thành phố Quốc Hòa, đã lãnh đạo công an, hợp tác với binh lính của chúng ta quyết sống chết với kẻ thù, vô số công an đã phải hy sinh. Vì bảo vệ thành phố Quốc Hòa mà nhiều người đã phải trả một cái giá rất đắt. Những công an trong Cục Công an thành phố Quốc Hòa đều là anh hùng của Long Quốc chúng ta và đáng nhận được sự tôn vinh. Bính Loan và những của Cục Công an đã góp công rất lớn trong kháng chiến lần này, nên cũng có mặt để tham gia vào lễ tuyên thệ. Được chính quốc vương Long Quốc khen ngợi, Bính Loan cùng các công an trong cục đều phấn khích không thôi. Có thể được chính miệng quốc vương Long Quốc khen ngợi thì thật là vinh quang. Sau đó, quốc vương Long Quốc nói tiếp, còn nữa, những nhân viên tình báo bí mật trong trận chiến, không màn đến sống chết, xâm nhập vào bên trong lòng địch, đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong trận chiến ở thành phố Quốc Hòa lần này. Những người lính của chúng ta có thể quét sạch kẻ thù ở thành phố Quốc Hòa, chính là nhờ vào những tin tình báo của những nhân viên tình báo này, không thể không khen ngợi họ được. Trương Minh Nguyệt và tổ đặc công xe đầu phải che giấu thân phận, nên họ không tham gia cuộc lễ tuyên thệ tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ này. Thay vào đó, họ cải trang thành những người bình thường ở bên ngoài Nghĩa Trang Liệt Sĩ và canh giữ Nghĩa Trang Liệt Sĩ để bảo vệ sự an toàn của quốc vương Long Quốc và các tướng lĩnh cao cấp của các Long Quốc. Bọn họ ở bên ngoài cũng nghe được những gì quốc vương Long Quốc nói, biết được quốc vương Long Quốc đang khen ngợi mình, trong lòng cũng mừng thầm, và cảm động. Không phải ai cũng có cơ hội được quốc vương Long Quốc khen ngợi. Những ai có thể được quốc vương Long Quốc khen ngợi cá nhân trong dịp công khai như thế này sắp tới đều sẽ có được một tương lai tươi sáng. Tất nhiên, quốc vương Long Quốc cũng biết rằng danh tính của Trương Minh Nguyệt và tổ đặc công xe đầu phải được bảo mật nên đương nhiên anh ta sẽ không nêu tên của họ lên để khen ngợi. Sau đó, quốc vương Long Quốc tiếp tục dõng dạc nói. Long Quốc chúng ta vạn người đều chung một lòng, cùng chung một mối thù, nên hãy đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng. Người người nhà nhà đều hợp lực, trải qua khó khăn gian khổ vẫn chiến đấu bên nhau. Giờ đây, liên minh năm nước đã bị đánh đuổi khỏi Long Quốc, chúng ta đã tạm thời giành được thắng lợi. Tuy nhiên, chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Mặc dù kẻ thù đã bị đánh đuổi khỏi Long Quốc vĩ đại của chúng ta, tham vọng của chúng vẫn chưa bị tiêu diệt. Chương 857 không ngồi chờ. Dã tâm xâm lược Long Quốc của kẻ thù vẫn không chết, thì bất cứ lúc nào bọn chúng cũng có thể quay lại. Lịch sử lời đời hàng trăm năm của Long Quốc chúng ta cho đến bây giờ vẫn chưa hề bị chinh phục lần nào. Lúc này đây, chúng ta sẽ không ngồi chờ chết nữa. Thay vì ngồi đợi đến lúc đối phương tấn công chúng ta, tốt hơn là chúng ta nên chủ động xuất kích. Quốc vương Long Quốc càng nói càng say mê, càng nói càng có khí phách. Sau đó, anh ta lại mạnh mẽ tuyên bố. Người không đụng vào chúng ta sẽ không đụng đến họ. Nhưng nếu đã đụng đến chúng ta rồi, chúng ta chắc chắn sẽ đáp trả lại. Kẻ thù đã phát động xâm lược Long Quốc của chúng ta, khiến cho trăm họ ở Long Quốc lầm than, vô số chiến sinh đổ máu, hy sinh nơi chiến trường. Phần đông người dân của chúng ta phải di cư đi khắp nơi, tan cửa nát nhà. Chúng ta nhất định phải khiến cho kẻ thù nợ máu phải trả bằng máu. Cuối cùng, quốc vương Long Quốc rút thanh kiếm của mình ra, chỉ về phía trước và gầm lên, kẻ nào xâm phạm đến Long Quốc vĩ đại của chúng ta, dù là ở đâu cũng phải giết. Lệ Uy Long, hộ soái bảo vệ, cũng gầm lên, kẻ nào xâm phạm đến Long Quốc vĩ đại của chúng ta, dù là ở đâu cũng phải giết. Binh lính của ba đạo quân đồng thanh hét lên. Kẻ nào xâm phạm đến Long Quốc vĩ đại của chúng ta, dù là ở đâu cũng phải giết. Kẻ nào xâm phạm đến Long Quốc vĩ đại của chúng ta, dù là ở đâu cũng phải giết. Kẻ nào xâm phạm đến Long Quốc vĩ đại của chúng ta, dù là ở đâu cũng phải giết. Hàng trăm vạn binh lính đồng thanh hô vang, tiếng hô hào hùng,
kinh thiên động địa, vang vọng cả bầu trời. Cảnh tượng khí thế hào hùng chưa từng có này khiến nhiệt huyết của những người dân thường ở quanh nghĩa trang liệt sĩ sôi sục, họ ước mình cũng được ra trận giết giặc. Chu Thế Huy, Kim Ngọc và Chu Lệ Ngọc đang khóc chết bên cạnh thi thể của Chu Phi Dương, nghe thấy tiếng hét hùng vĩ này, nhìn thấy cảnh tượng hào hùng này, thì sợ hãi đến mức không dám khóc nữa. Tất nhiên Chu Nhược Mai cũng vô cùng sửng sốt trước cảnh tượng hào hùng này. Nhìn thấy chồng mình là Lệ Uy Long đứng bên cạnh quốc vương Long Quốc, chỉ huy ba đội quân một cách oai vệ, khiến cô say mê Lệ Uy Long không dứt. Có được người chồng như thế, còn mong cầu gì thêm? Kẻ nào xâm phạm đến Long Quốc vĩ đại của chúng ta, dù là ở đâu cũng phải giết. Như thế có phải là Long Quốc của chúng ta sẽ đưa quân đi xuất chinh không? Lúc này, một người dân thường đoán. Đương nhiên, nếu không sao lại nói kẻ nào xâm phạm đến Long Quốc vĩ đại của chúng ta, dù là ở đâu cũng phải giết. Đúng vậy, quốc vương Long Quốc đã nói rất rõ ràng. Mọi người không phạm ta, ta sẽ không phạm người, nếu có kẻ đụng vào chúng ta, thì sẽ phải trả giá. Bây giờ kẻ thù đã xâm lược Long Quốc của chúng ta, Đại Long Quốc chúng ta nhất định sẽ không để yên, chắc chắn sẽ xuất binh tiêu diệt bọn chúng. Long Quốc vĩ đại của chúng ta thực sự hùng mạnh, các quốc gia kẻ thù như nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư Quốc, nước Lang Quốc và nước Dẫn Giao bây giờ đều phải run sợ. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, tất cả đều hô vang khẩu hiệu kẻ nào xâm phạm đến Long Quốc vĩ đại của chúng ta, dù là ở đâu cũng phải giết. Họ đoán được rằng có thể Long Quốc sẽ xuất binh để tiêu diệt nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư Quốc, và nước Lang Quốc và nước Dẫn Giao, năm quốc gia thù địch. Vì Chu Thế Huy, Kim Ngọc và Chu Lệ Ngọc bị cảnh tượng này làm cho không thể khóc được, nên Chu Nhược Mai lúc này cũng không cần an ủi bọn họ. Sau khi xem lễ tuyên thệ sôi nổi một lúc, Chu Nhược Mai đột nhiên nhớ ra bà nội đang hôn mê, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nên muốn gọi điện thoại hỏi thăm tình hình. Vì vậy, Chu Nhược Mai lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện cho cha cô là Chu Thiệu Huy để hỏi về bà của cô. Chương 858 dự cảm. Chu Nhược Mai tìm thấy số của Chu Thiệu Huy từ nhật ký cuộc gọi và gọi ông. Lúc này, Chu Thiệu Huy đã đưa bà Chu đến bệnh viện và bác sĩ đang cố gắng cấp cứu cho bà ta. Thấy con gái gọi, Chu Thiệu Huy trả lời, Nhược Mai, có chuyện gì vậy? Bố, con chỉ muốn hỏi, bà nội bây giờ thế nào rồi? Chu Nhược Mai nói, bố đã đưa bà của con đến bệnh viện rồi, bác sĩ đang cấp cứu cho bà trong phòng bệnh, tình hình cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Chu Thiệu Huy nói, hay là để con đến đó xem bà nội thế nào rồi? Chu Nhược Mai nói, con không cần đến đây đâu, chuyện này chỉ có thể nhờ vào bác sĩ thôi, con đến đây cũng không làm gì. Con tốt hơn hết là ở bên chú hai và thím hai của con đi, an ủi họ nhiều một chút. Chu Thiệu Huy nói, vậy thì bố chăm sóc bà nội cẩn thận nha. Chu Nhược Mai nói, bà nội chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, bố sẽ chăm sóc bà thật tốt. Thật ra, phía bên chú hai và thím hai của con, họ đã mấy đi đứa con trai yêu quý, bây giờ chắc chắn sẽ rất đau lòng. Bố sợ hai người họ sẽ không thoát được nỗi đau đó, con nhất định phải ở bên cạnh an ủi họ. Chu Thiệu Huy nói, con nhất định sẽ bên cạnh họ. Chu Nhược Mai nói, cúp điện thoại xong, Chu Nhược Mai trực tiếp cất điện thoại di động vào trong túi sách, không có mở ra xem thông báo của điện thoại di động. Cô liếc nhìn Chu Thế Huy, Kim Ngọc, Chu Lệ Ngọc, thấy bọn họ lúc này tuy trông rất buồn nhưng không còn khóc, cô yên tâm, sau đó tiếp tục theo dõi lễ tuyên thệ ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Lúc này, buổi lễ tuyên thệ ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ đã đến hồi cao trào. Nhân danh quốc vương Long Quốc, ta thề ở đây, cho dù phải trả giá thế nào, ta cũng sẽ báo thù cho những binh lính Long Quốc đã chết trên chiến trường, và trừng phạt những nước thù địch. Giọng nói của quốc vương Long Quốc giống như tiếng chuông lớn, đối mặt với linh cữu của những liệt sĩ cùng toàn thể quân sĩ. Tiêu diệt các nước thù địch, và báo thù cho những người lính đã hy sinh. Lệ Uy Long, hộ soái bảo vệ, tiếp sức, hô vang khẩu hiệu. Tiêu diệt các nước thù địch, và báo thù cho những người lính đã hy sinh. Tiêu diệt các nước thù địch, và báo thù cho những người lính đã hy sinh. Tiêu diệt các nước thù địch, và báo thù cho những người lính đã hy sinh. Các chiến sĩ của ba quân đội đồng thanh hò hét trước quan tài liệt sĩ, cuồng nhiệt, phẫn nộ, sát khí đằng đằng. Vô số máy bay chiến đấu bay qua nghĩa trang liệt sĩ, phủ kín bầu trời như tiếng cào cào, tiếng gầm rú của máy bay chấn động trời đất, tiếp thêm sức mạnh cho lời tuyên thệ. Dựa theo kế hoạch của Lệ Uy Long, lễ tuyên thệ này nhằm mục đích răn đe nước địch, khiến họ sợ hãi và bỏ cuộc mà mất đi sĩ khí chiến đấu. Nếu nước địch vẫn khư khư cố chấp,
không chịu nhận thua, không chịu cắt đất để đền bù theo yêu cầu của Long Quốc, thì Long Quốc sẽ phải đưa quân đi viễn chinh. Là quốc vương của một đất nước, quốc vương Long Quốc đã mở miệng, thì vua không nói đùa, nếu anh ta đã nói là muốn báo thù cho những người lính đã chết, thì đó là thật. Anh ta nói được là làm được. Mặc dù Cao Hùng bị bắt cùng với người nhà họ Phan, nhưng vì anh ta là gián điệp quan trọng của nước Liệp Ưng. Nếu Long Quốc lúc này phải để anh ta lại để ép hỏi tin tình báo, cho nên anh ta không bị đưa đến nghĩa trang liệt sĩ để xử tử cùng những kẻ phản bội. Hiện tại anh ta đang bị nhốt trong một căn cứ bí mật và đang bị tra tấn. Giữ lại mạng sống của anh ta vì nó vẫn còn rất nhiều công dụng. Thành phố Vĩnh Thụy, Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Ngọc Khiết vẫn đang trên đường đến tòa nhà chưa hoàn thành ở phía tây thành phố. Triệu Vũ Ngọc đã bí mật gửi một tin nhắn cho Chu Nhược Mai trước đó, và đang lo lắng chờ đợi câu trả lời của Chu Nhược Mai. Tuy nhiên, cô ấy đợi rất lâu, nhưng không hề đợi được tin nhắn trả lời của Chu Nhược Mai. Cô ấy không khỏi tuyệt vọng. Cô ấy đã dự cảm rằng Chu Nhược Mai sẽ không nhìn thấy tin nhắn cô ấy gửi. Bởi vì cô ấy cũng biết rằng ngày nay, hầu hết mọi người không còn gửi tin nhắn điện thoại di động cho những việc quan trọng mà chỉ gọi điện trực tiếp khi cần. Chương 859 muốn gọi. Muốn gọi. Chu Nhược Mai không đọc thông tin trên điện thoại là chuyện bình thường. Cô ấy rất muốn gọi điện cho Chu Nhược Mai, nhưng cô ấy cũng biết chỉ cần cô ấy gọi, những người mặc đồ đen trong xe nhất định sẽ nghe thấy. Nếu người đàn ông mặc đồ đen trong xe biết chuyện cô ấy đã gọi cho Chu Nhược Mai nhờ giúp đỡ thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Nhẹ nhất, thì bọn chúng sẽ đánh đập các cô hoặc tệ hơn nữa, họ sẽ giết người ngay lập tức. Cô ấy thực sự muốn gửi tin nhắn Facebook cho Chu Nhược Mai, vì hầu hết mọi người sẽ đọc tin nhắn trên Facebook, nhưng không đọc tin nhắn điện thoại di động. Nhưng vấn đề là cô ấy chỉ có số điện thoại của Chu Nhược Mai, không có Facebook của cô. Cô ấy chỉ có số điện thoại của Chu Nhược Mai, không có số điện thoại của Lê Uy Long. Vì vậy, cô ấy chỉ có thể tìm cách cầu cứu Chu Nhược Mai, sau đó thông qua cô để nhờ Lê Uy Long đưa quân đến giúp đỡ. Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi lúc này cũng rất lo lắng, cả hai đều biết rằng nếu họ được đưa đến nơi thì đó sẽ là một địa ngục trần gian vô cùng khủng khiếp. Lê Tuyết Tương muốn thông báo cho con trai mình đang làm hộ soái bảo vệ của mình, để anh cử binh lính đến giải cứu mình, nhưng bà không có số điện thoại của Lê Uy Long nên không thể báo tin cho anh được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiếc xe tải đang phóng nhanh trên đường, càng ngày càng đến gần tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố. Triệu Vũ Ngọc phát óc tìm mọi cách để cầu cứu, nhưng cô thực sự không nghĩ ra cách nào khác ngoài việc cầu cứu Chu Nhược Mai. Nhưng mà Chu Nhược Mai đã lâu không thấy hồi âm, cô ấy càng ngày càng lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, đến nơi, những người này sẽ khoét mắt của bọn họ. Triệu Vũ Ngọc sợ hãi và run lên khi nghĩ đến việc bị khoét mắt. Cô ấy cũng có thể đoán được những người này thực sự rất độc ác, sau khi khoét mắt, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Cô ấy cảm thấy rằng cứ để như thế này không phải là cách. Dù có như thế nào, cũng phải làm cho Chu Nhược Mai xem tin nhắn của cô ấy và để Lê Uy Long cử người đến giải cứu họ. Nếu không, anh trai, dì Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi đều sẽ phải chết. Bản thân anh trai cô ấy cũng đang bị thương rất nặng, cần phải có người chữa trị gấp. Nếu không được điều trị anh ta sẽ chết vì mất máu bất cứ lúc nào. Vì vậy, Triệu Vũ Ngọc quyết định gọi cho Chu Nhược Mai. Cho dù không thể cùng Chu Nhược Mai nói chuyện điện thoại, chỉ cần để cho cô nghe điện thoại của mình vang lên một hai lần, có thể sẽ lấy điện thoại ra xem xét, sau đó liền phát hiện ra tin nhắn cầu cứu mà cô ấy mình đã gửi trước đó. Để cứu anh trai của mình, Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và những người khác, Triệu Vũ Ngọc sẽ làm bằng bất cứ giá nào. Ngay cả khi những người mặc đồ đen này phát hiện ra cô ấy đang gọi điện rồi đánh chết cô ấy cũng muốn liều mạng cầu cứu Chu Nhược Mai. Sau khi hạ quyết tâm, Triệu Vũ Ngọc lại bí mật lấy điện thoại di động ra, sau đó tắt hết tất cả âm thanh, sau đó hồi hộp, mạo hiểm bấm số của Chu Nhược Mai. Thành phố Quốc Hòa, trước nghĩa trang liệt sĩ. Lúc này, Chu Nhược Mai đang theo dõi buổi lễ tuyên thệ. Giết! 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 Trong nghĩa trang liệt sĩ, các chiến sĩ của ba quân hừng hực khí thế, họ hét chém giết, âm thanh vang tận trời. Đúng lúc này, giữa tiếng hét giết chóc, điện thoại di động của Chu Nhược Mai đột nhiên vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra và thấy hóa ra Triệu Vũ Ngọc đang gọi. Chương 860 nhớ. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Chu Nhược Mai và Triệu Ngọc Vũ, và Triệu Đình Vũ đã chia tay nhau từ thành phố Quốc Hòa, từ đó không còn nghe thấy tin tức của nhau, bây giờ họ thấy Triệu Vũ Ngọc gọi điện,
cô lập tức trả lời. Trong thời gian dài không nghe thấy tin tức của Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc, Chu Nhược Mai thực sự rất nhớ họ. Nhưng mà những cuộc chiến gần đây thay đổi không lường trước được, và có rất nhiều chuyện đã xảy ra, khiến cho cả cô và Lê Uy Long đều phải lo lắng, nên không có thời gian liên lạc với anh em họ. Này, Vũ Ngọc, lâu rồi không liên lạc, hai người vẫn khỏe chứ? Chu Nhược Mai hỏi. Nhưng mà, Chu Nhược Mai còn chưa kịp nói xong, điện thoại bên phía Triệu Vũ Ngọc đã vang lên một tiếng bíp dài. Điện thoại vừa mới liên lạc được Triệu Vũ Ngọc đã vội cúp điện thoại rồi. Chu Nhược Mai không khỏi có chút buồn bực, điện thoại di động của cô chỉ đổ chuông hai lần, cô ấy đã nghe máy trả lời, sao nhanh như vậy đã cúp máy rồi. Chu Nhược Mai phải gọi lại. Thành phố Vĩnh Thụy. Triệu Vũ Ngọc vừa gọi Chu Nhược Mai trong xe đổ lên hai tiếng chuông điện thoại nên đã bị người đàn ông mặc đồ đen ngồi trên xe phát hiện được. Mày đang làm cái quái gì vậy? Đang ở trước mặt tụi tao mà ngang nhiên gọi người đến giúp sao, muốn chết hả? Một người đàn ông mặc đồ đen giật điện thoại của Triệu Vũ Ngọc, sau đó tát vào mặt cô ấy. Bốp! Với một âm thanh giòn vang lên, khuôn mặt của Triệu Vũ Ngọc đỏ bừng. Triệu Vũ Ngọc thấy bản thân đã bị đối phương phát hiện thì nhất thời tuyệt vọng, cô ấy không biết Chu Nhược Mai vừa rồi đã nhìn thấy cuộc gọi của cô ấy chưa? Người đàn ông mặc đồ đen vẫn còn chưa nguôi giận, lại tát Triệu Vũ Ngọc một cái thật mạnh. Bốp! Lại một tiếng bốp khác vang lên, bên má còn lại của Triệu Vũ Ngọc sưng lên. Dù bị tát hai lần nhưng Triệu Vũ Ngọc không hề khóc vì cô ấy đã đoán trước được cái kết này rồi. Một khi chuyện cô ấy gọi điện thoại cầu cứu người bên ngoài bị phát hiện, nhất định cô ấy sẽ bị đánh. Lê Tuyết Tương và Lê Tĩnh Vi thấy Triệu Vũ Ngọc bất ngờ bị đánh thì vô cùng sợ hãi. Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương kêu lên, và sau đó hỏi, tại sao các anh lại đánh người? Tụi mày đều sắp chết đến nơi rồi, tao muốn đánh thì đánh thôi. Người đàn ông mặc đồ đen nói xong, thì lại vung tay về phía Lê Tuyết Tương tát bà một cái. Bốp! Lại một tiếng bốp nua vang lên, khuôn mặt của Lê Tuyết Tương cũng đã in dấu năm ngón tay. Mẹ Lê Tĩnh Vi hét lên khi thấy mẹ mình cũng bị đánh. Bốp! Lại một tiếng khác, và Lê Tĩnh Vi cũng bị tát. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đàn ông mặc đồ đen phụ trách lái xe hỏi. Con nhóc này dám trộm gọi điện thoại, nên tao phải dạy cho tụi nó một bài học. Người mặc đồ đen đã đánh họ nói. Sắp đến nơi rồi, không cần làm lớn mọi chuyện lên như thế, lấy hết điện thoại của tụi nó cất đi là được rồi. Người đàn ông mặc đồ đen đang lái xe nói. Được rồi, người đàn ông mặc đồ đen lập tức lục soát người bọn họ, lấy điện thoại di động của Lê Tuyết Tương và Lê Tĩnh Vi đi. Lúc này, điện thoại di động của Triệu Vũ Ngọc đột nhiên vang lên. Người đàn ông mặc đồ đen đang cầm điện thoại di động của Triệu Vũ Ngọc thấy có cuộc gọi của chị Nhược Mai đang gọi đến thì anh ta cúp máy và tắt cả ba chiếc điện thoại di động. Anh ta không biết chị Nhược Mai đó là ai, chỉ nghĩ cô là một người bình thường thôi. Chương 861 không trả lời. Tuy rằng gần đây có rất nhiều người biết vợ của hộ soái bảo vệ Lê Uy Long, người đã quét sạch quân thù khỏi thành phố Quốc Hòa tên là Chu Nhược Mai. Nhưng trên đời này, không phải ai cũng biết điều đó. Vì trên đời này cũng có rất nhiều người tên là Chu Nhược Mai. Người đàn ông mặc đồ đen này có nằm mơ cũng không ngờ rằng một người dân bình thường như Triệu Vũ Ngọc lại có thể quen biết với Chu Nhược Mai, vợ của hộ soái bảo vệ đứng đầu Long Quốc. Triệu Vũ Ngọc nghe thấy điện thoại di động của cô ấy đổ chuông, thì cô ấy cũng đoán được là Chu Nhược Mai đang gọi đến. Nhưng điện thoại không nằm trong tay cô ấy không thể trả lời. Nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen đã tắt điện thoại di động. Một cô gái yếu đuối như cô ấy cũng không còn cách nào khác. Bởi vì cô ấy không thể giật điện thoại di động của mình từ người đàn ông mặc đồ đen và gọi lại cho Chu Nhược Mai. Bây giờ, cô ấy chỉ có thể hy vọng sau khi Chu Nhược Mai không thể gọi điện thoại cho cô ấy, cô có thể đọc tin nhắn trên điện thoại di động và nhìn thấy tin nhắn cầu cứu mà cô ấy đã gửi trước đó. Triệu Đình Vũ bị bỏ lại một mình trong một chiếc xe khác, bây giờ vết thương do bị bắn của anh ta đang chảy máu không ngừng. Vì không thể cầm máu, nên anh ta đã mất quá nhiều máu, cơ thể anh ta đang dần suy yếu, và sắp rơi vào hôn mê. Anh ta muốn cứu em gái mình, Lê Tuyết Tương, Lê Tĩnh Vi, nhưng giờ anh ta đã bị thương nặng, đến bản thân mình cũng khó bảo toàn. Lúc này Đỗ Quang đã đưa con trai Đỗ Lượng ra khỏi bệnh viện và đang vội vã chạy đến tòa nhà đang xây dở. Ban đầu bệnh viện ngăn cản Đỗ Lượng xuất viện, nhưng không ai đụng chạm đến nhà họ Đỗ. Đỗ Quang cương quyết yêu cầu cho con trai mình xuất viện và chuyển đến bệnh viện khác, bác sĩ không còn cách nào khác đành để Đỗ Lượng làm thủ tục xuất viện và để Đỗ Quang đón Đỗ Lượng về.
các bác sĩ ở bệnh viện này không biết rằng Đỗ Quang đón Đỗ Lượng ra khỏi viện là định để các bác sĩ chợ đen tiến hành phẫu thuật thay mắt cho anh ta. Bố, chúng ta đi đến tòa nhà đang xây dở phía tây thành phố, vậy có nghĩa là đã bắt được người rồi đúng không? Trên đường đi Đỗ Lượng hỏi. Đương nhiên là bắt được rồi. Nếu không bắt được, sao bố lại đưa con ra khỏi bệnh viện? Hiện tại Hách Diệp cũng đang đưa bọn chúng hướng về tòa nhà xây dở phía tây thành phố, nói không chừng bọn họ đã đến nơi rồi. Đỗ Quang nói. Nếu vậy thì tốt quá rồi. Thằng nhóc đánh con bị thương cũng đã bị bắt rồi đúng không? Đỗ Lượng hỏi lại. Bị bắt rồi, tất cả đều đã bị bắt, em gái nó và hai mẹ con đâm vào xe của con cũng bị bắt. Đỗ Quang nói. Tốt, những người này cuối cùng đã rơi vào tay chúng ta. Lần này, con nhất định sẽ tra tấn bọn họ thật tàn nhẫn. Đỗ Lượng hung dữ nói. Dù sao thì những người này cũng không sống lâu được, phải giết hết, con muốn chơi thế nào, thì chơi như thế đó đi. Đỗ Quang nói. Con thấy đôi mắt của nữ sinh kia rất đẹp, con muốn dùng mắt của cô ta. Đỗ Lượng nghĩ đến đôi mắt to ngấn nước của Lê Tĩnh Vi, thì liền muốn lấy mắt của cô ấy thay cho mình. Từ trước đến nay, anh ta luôn cảm thấy rằng đôi mắt của mình quá nhỏ, nhìn không tốt. Không ngờ lần này trong họa lại có phúc, có thể đổi được một con mắt xinh đẹp. Lát nữa bố sẽ để cho con lựa chọn, con muốn dùng mắt nào thì sẽ đổi mắt đó cho con. Nhưng mà, mắt của con gái sẽ không thích hợp với con. Đỗ Quang nói. Đến lúc đó mới biết được, biết đâu lại thích hợp thì sao? Đỗ Lượng nói. Thành phố Quốc Hòa, trước nghĩa trang liệt sĩ. Chu Nhược Mai vừa gọi điện cho Triệu Vũ Ngọc, chuông vừa mới vang lên hai lần thì đã cúp máy. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, sau đó lại gọi lại một lần nữa. Nhưng mà, lại nghe được thông báo đầu dây bên kia đã khóa máy. Tình hình bất thường này khiến cho cô có một dự cảm chẳng lành. Cô không bỏ cuộc, lại gọi điện thoại thêm vài lần, nhưng đầu dây bên kia vẫn đang tắt máy. Tình hình bất thường này khiến Chu Nhược Mai cảm thấy nhận được có điều gì đó không ổn, trong lòng cô có chút lo lắng. Lúc này, cô mới chợt nhớ ra trước đó cô có nghe thấy âm báo nhận được tin nhắn, liền mở tin nhắn ra kiểm tra. Sau đó, cô quả nhiên nhìn thấy một tin nhắn mà Triệu Vũ Ngọc đã gửi trước đó. Chu Nhược Mai vội bấm vào xem tin nhắn. Khi Chu Nhược Mai nhìn thấy nội dung tin nhắn mà Triệu Vũ Ngọc gửi đến, cô đã rất sốc. Chương 862 tin nhắn. Trong tin nhắn mà Triệu Vũ Ngọc gửi tới có nội dung. Chị Nhược Mai, em và anh trai đã xảy ra chuyện khi ở thành phố Vĩnh Thụy. Anh trai em bị súng bắn trọng thương, bây giờ có người đang chuẩn bị khoét mắt của tụi em. Đi theo hai anh em, còn có một cặp mẹ con. Xin chị nhanh chóng nhờ hộ soái Lê cho người đến cứu tụi em, nếu không chúng em nhất định sẽ chết. Khi Triệu Vũ Ngọc gửi tin nhắn này, thì đang rất lo lắng và đề phòng, cô ấy đã lén gửi nó. Sợ trong khi đang viết sẽ bị người khác phát hiện, cho nên viết rất ngắn gọn, rồi vội vội vàng vàng gửi đi, có rất nhiều chuyện không giải thích rõ ràng được. Sau khi Chu Nhược Mai nhìn thấy tin nhắn thì cô không biết phải làm sao lúc này vì cô chỉ biết đã xảy ra chuyện lớn với Triệu Vũ Ngọc và Triệu Đình Vũ, hơn nửa Triệu Đình Vũ đã bị súng bắn làm bị thương nặng, nhưng cô không vì sao lại bị thương nặng, chuyện gì đã xảy ra cũng không biết người nào đã bắt họ và muốn khoét mắt của họ. Càng không biết hai mẹ con bị bắt cùng bọn họ là ai, hơn nữa cũng không biết vị trí cụ thể hiện tại của bọn họ. Thành phố Vĩnh Thụy quá lớn, hơn nữa còn ở xa như thế, phải biết rằng nếu có được vị trí cụ thể của họ, thì việc nhanh chóng cứu bọn họ ra ngoài cũng không phải nhiệm vụ dễ dàng gì. Nhưng mà, trong tin nhắn Triệu Vũ Ngọc cũng đã nói rằng hãy nhờ Lê Uy Long cử người đến giải cứu họ. Chu Nhược Mai cũng biết rằng với bản lĩnh của Lê Uy Long, một hộ soái bảo vệ, thì chắc hẳn anh sẽ cứu được bọn họ. Chỉ cần Lê Uy Long ra lệnh, ngay lập tức sẽ có người đến giải cứu họ. Ngay cả ở thành phố Vĩnh Thụy, ai dám không nghe lệnh của hộ soái bảo vệ. Mạng người quan trọng, Chu Nhược Mai quyết định mau chóng nói chuyện này với Lê Uy Long càng sớm càng tốt, để anh có thể tìm cách cứu Triệu Vũ Ngọc và Triệu Đình Vũ. Lúc này, lễ tuyên thệ trước khi xuất quân trong nghĩa trang liệt sĩ đã kết thúc. Quốc vương Long Quốc, Lê Uy Long và binh lính của ba đội quân đang chào quan tài của các liệt sĩ. Sau đó, các chiến sĩ sẽ khiêng quan tài các liệt sĩ xuống tầng hầm của nghĩa trang để an táng. Chu Nhược Mai biết đây là thời khắc long trọng, bây giờ đi vào quấy rầy Lê Uy Long thì không nên. Nhưng mà mạng người quan trọng, Triệu Vũ Ngọc và Triệu Đình Vũ, cũng như hai mẹ con vô danh kia có thể sẽ bị khoét mắt bất cứ lúc nào, nên lúc này cô không thể lo nhiều như thế, cứu người quan trọng hơn. Vì vậy, Chu Nhược Mai đi về phía nghĩa trang liệt sĩ.
Phu nhân, xin dừng bước. Mặc dù những người lính canh gác biết Chu Nhược Mai là vợ của hộ soái bảo vệ, nhưng cô đã ra ngoài một thời gian, bây giờ cô lại quay trở lại, bọn họ không thể để một mình cô đi vào, nên đã ngăn cô lại. Vì quốc vương Long Quốc và tất cả các tướng cấp cao đều đang ở trong đó, nên mức độ cảnh giới đã được đẩy lên mức cao nhất, bất cứ ai cũng không được ra vào một mình. Nhớ đâu phu nhân của hộ soái bảo vệ này là đặc công phe địch giả mạo thì sao? Tôi có chuyện quan trọng muốn tìm hộ soái Lê. Chu Nhược Mai không dám xông vào, dừng lại nói. Phu nhân xin cô hãy đợi, để tôi đi vào báo cáo trước. Người lính nói. Được, phiền anh nhanh lên dùm, tôi có chuyện khẩn cấp cần tìm anh ấy. Chu Nhược Mai lo lắng nói. Được, anh lính nói xong bước nhanh về phía nghĩa trang liệt sĩ. Khi đến chỗ Lê Uy Long, người lính chào Lê Uy Long và nói, báo cáo hộ soái Lê, phu nhân của ngài muốn gặp ngài. Bây giờ tôi đang bận, bảo cô ấy chờ bên ngoài. Chờ tôi làm xong việc, tôi sẽ đến tìm cô ấy. Lê Uy Long nói. Nhưng, mà phu nhân hộ soái nói, cô ấy có việc gấp cần tìm ngoài. Người lính nói. Nếu như vậy thì để cho cô ấy vào đi. Lê Uy Long sốt ruột nói. Vâng, người lính lập tức quay người bước nhanh ra phía ngoài nghĩa trang liệt sĩ. Khi đến chỗ Chu Nhược Mai, người lính phụ trách thông báo, thưa phu nhân, tôi đã xin chỉ thị của hộ soái mời cô vào. Được rồi, cảm ơn. Chu Nhược Mai nói xong, bước nhanh đi vào. Chương 863 theo em. Khi cô đi vào trong, những người lính vẫn tiến hành kiểm tra Chu Nhược Mai và xác nhận rằng cô không mang theo bất kỳ vật dụng nguy hiểm nào, mới chính thức để cô đi vào. Chu Nhược Mai trực tiếp đi tới chỗ Lê Uy Long, nhỏ giọng nói, Lê Uy Long, đi theo em một chút. Bởi vì có quá nhiều người ở đây, tất cả đều là các tướng lĩnh cao cấp của Long Quốc, thậm chí quốc vương Long Quốc cũng ở đây, nên Chu Nhược Mai không dám nói thẳng với Lê Uy Long rằng Triệu Vũ Ngọc và Triệu Đình Vũ đang gặp nguy hiểm và muốn nhờ anh cử người đến cứu họ, vì sợ những người khác nghĩ rằng Lê Uy Long lạm dụng quyền lực của mình. Có chuyện gì, cứ trực tiếp nói ở đây cho anh biết đi, anh rất đang bận. Bây giờ toàn quân đang chào các liệt sĩ, Lê Uy Long, với tư cách là một hộ soái bảo vệ, thực sự khó có thể bước đi. Chu Nhược Mai nói, em thực sự có chuyện rất gấp cần nói với anh, nhưng không thể nói ở đây được. Chu Nhược Mai nói, Lê Uy Long thấy Chu Nhược Mai có vẻ lo lắng, vì vậy anh đành phải bước sang một bên nói chuyện cùng cô, sau đó anh nói, có chuyện gì, em mau nói đi. Triệu Vũ Ngọc và anh trai cô ấy Triệu Đình Vũ đã xảy ra chuyện. Chu Nhược Mai nói, bọn họ xảy ra chuyện gì? Lê Uy Long hỏi. Vừa rồi em nhận được tin nhắn của Triệu Vũ Ngọc, nói rằng anh trai cô ấy bị súng bắn bị thương rất nặng, hơn nữa bây giờ có người muốn khoét mắt của họ. Chu Nhược Mai nói. Hả, sao lại có chuyện như vậy? Ai đã làm Triệu Đình Vũ bị thương? Ai muốn lấy mắt của bọn họ? Lê Uy Long có chút kinh ngạc hỏi. Em cũng không biết, trong tin nhắn cầu cứu của cô ấy không nhắc đến điều đó. Cô ấy chỉ nói rằng còn có hai mẹ con bị bắt cùng với cô ấy. Nhờ anh nhanh chóng cử người đến giải cứu bọn họ nếu không bọn họ sẽ chết. Chu Nhược Mai nói. Bây giờ họ đang ở đâu? Lê Uy Long hỏi. Triệu Đình Vũ đã từng cứu vợ của anh. Bây giờ anh ta và em gái của anh ta đang gặp nguy hiểm. Anh cứu bọn họ là điều đương nhiên. Ngay cả khi Triệu Đình Vũ không cứu vợ của anh, nhưng nếu có người làm sằng làm bậy, tổn thương người vô tội, lấy mặt của người khác là chuyện cực kỳ tàn nhẫn. Anh tuyệt đối sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Họ đang ở thành phố Vĩnh Thụy, Chu Nhược Mai nói. Vị trí cụ thể là ở đây vậy? Lê Uy Long hỏi lại. Em không biết, trong tin nhắn cô ấy chỉ nói, cô ấy đang ở thành phố Vĩnh Thụy. Em có gọi điện thoại cho cô ấy nhưng điện thoại của cô ấy đã tắt máy, không liên lạc được. Chu Nhược Mai nói. Không biết vị trí cụ thể, nếu muốn tìm thấy bọn họ thì cần chút thời gian, anh sẽ cho người ở thành phố Vĩnh Thụy tìm và cứu bọn họ. Lê Uy Long nói. Vào lúc này, điện thoại di động của Trương Minh Nguyệt, người đang ẩn trong đám đông bên ngoài nghĩa trang liệt sĩ, cũng vang lên. Trương Minh Nguyệt lấy điện thoại di động ra xem thì thấy là cuộc gọi của một mật vụ thuộc tổ đặc công xe đầu đang ẩn nấp ở thành phố Vĩnh Thụy. Nữ đặc công ẩn nấp ở thành phố Vĩnh Thụy tên là Lại Nhi. Trong những trường hợp bình thường, thì các đặc vụ của tổ đặc công xe đầu sẽ không gọi cho Trương Minh Nguyệt. Một khi đã gọi điện thoại, chắc chắn là có tin tình báo quan trọng. Vì vậy, Trương Minh Nguyệt lập tức đi đến một nơi vắng vẻ, sau đó trả lời, Lại Nhi, có chuyện gì thế, mau nói đi. Đội trưởng, tôi có tin khẩn cấp cần báo cáo cho chị. Bên kia đầu dây, truyền đến giọng nói dồn dập của Lý Thụy. Thông tin khẩn cấp gì? Mau nói đi,
Trương Minh Nguyệt hỏi. Cuối cùng tôi cũng đã tìm ra tung tích của mẹ ruột hộ soái Lê Tuyết Tương. Lại Nhi nói. Trương Minh Nguyệt vui mừng khôn xiết khi nghe thấy tin này. Lê Uy Long liên tục gọi điện cho cô để hỏi thăm tiến độ tìm kiếm mẹ ruột của anh, Lê Tuyết Tương, cô ta sắp bị Lê Uy Long ép đến phát điên rồi. Bây giờ cuối cùng cũng có tin tức về mẹ ruột của Lê Uy Long, cô ta sao có thể không vui cho được. Mẹ của hộ soái Lê, bây giờ ở đâu? Trương Minh Nguyệt hỏi. Chương 864 gặp nguy hiểm. Bà ấy hiện đang ở thành phố Vĩnh Thụy, nhưng mà, bây giờ bà ấy đang gặp nguy hiểm. Lại Nhi lo lắng nói. Gặp nguy hiểm gì? Trương Minh Nguyệt hỏi. Bà ấy đã đắc tội với một cậu ấm của một gia tộc lớn, hiện tại đang bị người của gia tộc đó đưa đến một tòa nhà chưa hoàn thành ở phía tây thành phố. Bởi vì tình hình đang rất khẩn cấp, Lại Nhi nói ngắn gọn lại. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại gia tộc đó, cuối cùng là ai? Trương Minh Nguyệt hỏi. Lại Nhi nghe Trương Minh Nguyệt hỏi như vậy, cô ấy đành phải nói cho cô ta biết chi tiết của vấn đề. Tối hôm trước, khi Lê Tuyết Tương chở con gái Lê Tịnh Vi từ chợ rau về nhà bằng chiếc xe ba bánh, thì xảy ra va chạm với một chiếc xe Porsche. Chủ nhân của chiếc Porsche là Đỗ Lượng, thiếu gia nhà họ Đỗ, người giàu nhất thành phố Vĩnh Thụy. Khi Đỗ Lượng nhìn thấy chiếc xe của mình bị hư hỏng, anh ta đã rất tức giận và yêu cầu Lê Tuyết Tương phải đền tiền cho anh ta. Lê Tuyết Tương không có tiền để trả, vì vậy Đỗ Lượng đã yêu cầu lấy con gái của Lê Tuyết Tương là Lê Tịnh Vi trả nợ. Trong lúc nguy cấp, một thanh niên tên Triệu Đình Vũ đã đến và đánh Đỗ Lượng bị thương nặng bằng 3 cú đấm, và cũng những cú đấm đó đã trực tiếp khiến mắt của Đỗ Lượng bị thương. Tối hôm qua, người nhà họ Đỗ đã sai người đến tìm Triệu Đình Vũ để trả thù, nhưng đều bị Triệu Đình Vũ đánh cho tơi tả rồi bỏ trốn. Lê Tuyết Tương dự cảm nhà họ Đỗ sẽ tiếp tục tìm đến và điên cuồng trả thù nên đêm qua bà đã đưa theo Triệu Vũ Ngọc, Triệu Đình Vũ, và con gái của mình đi suốt đêm để bỏ trốn. Nhà họ Đỗ đã kết hợp với lực lượng xã hội đen ở địa phương, dốc toàn lực truy đuổi Lê Tuyết Tương và những người khác trên khắp thành phố. Lê Tuyết Tương và những người khác chạy trốn lên một ngọn núi. Khi họ vừa xuống núi, họ đã chạm trán với đám người nhà họ Đỗ, và đã xảy ra một trận chiến ác liệt. Triệu Đình Vũ bị bắn nhiều phát và ngã xuống đất với vết thương vô cùng nghiêm trọng. Sau đó, Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi, Triệu Đình Vũ và em gái của anh ta là Triệu Vũ Ngọc đều bị nhà họ Đỗ bắt lên xe và đưa đến một tòa nhà đang xây dở ở phía tây của thành phố. Lại Nhi báo cáo chi tiết của vấn đề với cấp trên Trương Minh Nguyệt trong một hơi thở. Trương Minh Nguyệt đã bị sốc sau khi nghe những gì cô ấy nói, cô ta hỏi, vấn đề quan trọng như thế, sao bây giờ cô mới báo cáo với tôi? Tôi cũng chỉ mới điều tra ra được chuyện này, không dám tự mình quyết định, cũng không dám tự tiện hành động, nên đã tôi báo cáo cho chị ngay lập tức. Lại Nhi nói, bởi vì vừa rồi xảy ra một trận đấu súng trên đường quốc lộ, rất nhiều người bị chết và bị thương, động tĩnh quá lớn khiến Lại Nhi chú ý. Sau đó, khi điều tra, cô ấy mới biết rằng tên của người bị nhà họ Đỗ truy đuổi là Lê Tuyết Tương. Sau đó, cô ấy tiếp tục đi sâu hơn để điều tra, tìm hiểu chi tiết của vấn đề này. Đồng thời, cô ấy cũng phát hiện ra Lê Tuyết Tương chính là mẹ của Lê Uy Long, hộ soái bảo vệ của Long Quốc. Biết được sự tình này, Lại Nhi không dám chủ động hành động khi chưa được phép, lập tức báo cáo với cấp trên Trương Minh Nguyệt. Bởi vì chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, liên quan đến sự an nguy của mẹ ruột và em gái của hộ soái bảo vệ, nếu hành động tùy tiện, nhỡ đâu có sơ suất gì xảy ra, cô ấy sẽ không gánh nổi trách nhiệm này. Họ đưa mẹ hộ soái đến tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố, rốt cuộc là muốn làm gì? Trương Minh Nguyệt hỏi. Vì mắt của Đỗ Lượng đã bị Triệu Đình Vũ đánh hỏng, chỉ có cách đổi nhãn cầu mới có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại. Nhà họ Đỗ khoét nhãn cầu của họ ra rồi thay cho Đỗ Lượng. Bởi vì không thể làm loại phẫu thuật này một cách hợp pháp, nên nhà họ Đỗ đã mời một bác sĩ chợ đen từ bên ngoài đến để thực hiện ca phẫu thuật thay nhãn cầu cho Đỗ Lượng. Lại Nhi nói. Trương Minh Nguyệt nghe vậy thì vô cùng tức giận, quá là buồn cười, ngay cả mẹ của hộ soái cũng dám khoét mắt. Bọn họ ăn gan hùm mật gấu hết rồi sao? Bọn họ không biết rằng Lê Tuyết Tương là mẹ của hộ soái Lê, vì vậy họ mới dám hành động táo bạo như vậy. Lại Nhi nói, ngay cả là người dân bình thường thì họ cũng không được bắt nạt như vậy. Lấy mắt, chuyện này cực kỳ tàn độc, những người họ Đỗ này, rốt cuộc là ai vậy? Trương Minh Nguyệt lại hỏi, chủ nhà họ Đỗ tên là Đỗ Quang. Người giàu nhất thành phố Vĩnh Thụy làm kinh doanh bất động sản. Còn vợ của Đỗ Quang có xuất thân rất hiển hách, Lại Nhi nói. Xuất thân của vợ ông ta là gì? Trương Minh Nguyệt hỏi. Vợ của Đỗ Quang tên là Ngụy Thái Phượng,
bà ta là con gái của Ngụy Nghiêm, một bộ trưởng. Lại Nhi nói. Trương Minh Nguyệt nghe thấy điều này thì lại sửng sốt một lần nữa, vợ của Đỗ Quang thực sự là con gái của bộ trưởng Ngụy. Đúng vậy, nhà họ Đỗ dựa vào gia thế của Ngụy Thái Phượng để trở thành gia tộc đứng đầu ở thành phố Vĩnh Thụy. Ngụy Thái Phượng ỷ vào người cha già làm bộ trưởng của mình nên vô cùng kiêu ngạo và độc đoán ở thành phố Vĩnh Thụy, làm sằng làm bậy, làm ra không ít chuyện không có tính người. Theo tôi biết, tối hôm qua, Đỗ Lượng lái xe trong tình trạng đã uống rượu, hơn nữa còn chạy quá tốc độ, nên đã đâm vào xe của mẹ hộ soái Lê. Vậy mà anh ta lại ỷ thế hiếp người, bắt đền người ta, sau đó còn nảy sinh lòng tham, muốn chiếm lấy Lê Tịnh Vi. Sau đó đúng lúc Triệu Đình Vũ chạy tới thấy chuyện đó, nên mới đánh anh ta bị thương nặng. Lại Nhi đem tình hình nhà họ Đỗ và nguyên nhân Lê Tuyết Tương gây thù kết oán với nhà họ Đỗ ra báo cáo lại với Trương Minh Nguyệt. Chuyện này thực sự quá nực cười, Ngụy Thái Phượng lại có thể động vào mẹ của hộ soái Lê, không ngờ họ lại gây ra chuyện động trời như thế, bà ta chết chắc rồi, nhà họ Đỗ cũng sắp xong đời rồi. Trương Minh Nguyệt nói, đội trưởng, tình hình đang rất cấp bách, mẹ của hộ soái hiện đang được đưa đến tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố, và tính mạng của bà ấy sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Chị nên mau chóng báo cáo tình hình với hộ soái, để cho hộ soái Lê chỉ thị hành động thôi. Lại Nhi lo lắng nói. Được rồi, tôi sẽ báo cáo với hộ soái Lê ngay lập tức. Trương Minh Nguyệt cũng biết cứu như cứu hỏa, nên cúp máy, chạy thật nhanh đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Trước Nghĩa Trang Liệt Sĩ, những người lính canh cổng đã chặn Trương Minh Nguyệt lại. Dừng lại, không được đi vào. Một người lính hét lên giận dữ khi thấy Trương Minh Nguyệt, người đang cải trang thành một công dân bình thường, lao vào. Tôi là Trương Minh Nguyệt, tổ trưởng của tổ đặc công xe đầu. Tôi có một tin tình báo khẩn cấp cần báo cáo cho hộ soái Lê, để tôi vào. Để thông báo tình hình cho Lê Uy Long sớm nhất có thể, Trương Minh Nguyệt đã không ngần ngại công khai danh tính thật của mình cho những người đó biết. Chương 865 không để cô đi dễ dàng. Trên người cô ấy có súng, cẩn thận. Một người lính tinh mắt đã nhận thấy Trương Minh Nguyệt có súng, anh ta vội vàng hét lên, rồi chĩa súng về phía Trương Minh Nguyệt trước. Những người lính khác ngay lập tức chĩa súng về phía Trương Minh Nguyệt. Bây giờ không ai biết liệu người phụ nữ trước mặt anh ta có thực sự là đội trưởng của tổ đặc công xe đầu hay không, chỉ biết tuyệt đối không để cô ta đi vào một cách dễ dàng. Nếu Trương Minh Nguyệt dám cả gan hành động nông nổi vào lúc này, bọn họ sẽ lập tức bắn chết cô ta. Tất cả mọi người đều bình tĩnh lại một chút, đừng làm ầm ĩ. Tôi là đội trưởng tổ đặc công xe đầu, có súng trên người là chuyện bình thường. Dù Trương Minh Nguyệt bị nhiều súng chĩa vào mặt, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh nói. Những binh lính này và cô ta đều là người một nhà, đương nhiên cô ta sẽ không hành động hấp tấp. Bên cạnh đó, hành động của những người lính làm nhiệm vụ canh gác này cho thấy họ đang làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm, không để lọt một kẻ khả nghi nào. Đây là nhiệm vụ của họ, và Trương Minh Nguyệt chắc chắn sẽ không trách cho họ, nên cô ta sẽ càng không động tay động chân với bọn họ. Cô dùng cái gì để chứng minh rằng mình là đội trưởng của tổ đặc công xe đầu? Tất nhiên, những người lính sẽ không dựa vào một câu nói của Trương Minh Nguyệt mà tin rằng cô là đội trưởng của tổ đặc công xe đầu. Đây là giấy tờ chứng minh thân phận của tôi. Trương Minh Nguyệt lấy giấy tờ tùy thân của mình ra và đưa cho người lính xem. Những người lính thấy rằng giấy tờ của Trương Minh Nguyệt là thật, nhưng họ không dám tự làm chủ để Trương Minh Nguyệt tự tiện đi vào. Giấy chứng nhận là thật, nhưng người thì chưa chắc là thật. Nếu Trương Minh Nguyệt thật đã xảy ra chuyện, và kẻ thù đã lấy được giấy tờ tùy thân của cô ta, mạo danh trà trộn vào đây, như vậy hậu quả rất khó lường. Hơn nữa, chưa biết thật giả như thế nào, mà trên người của Trương Minh Nguyệt có một khẩu súng thì càng không thể để cô ta vào một cách dễ dàng. Trong trường hợp cô ta thực sự là đặc vụ của kẻ thù mạo danh, để cô ta đi vào sau đó cô ta dùng súng giết chết quốc vương Long Quốc hoặc Lê Uy Long chỉ với một phát bắn, vậy thì xong đời rồi. Đội trưởng Minh Nguyệt, vui lòng đợi một lát, trước tiên hãy để chúng tôi chạy vào xin chỉ thị của hộ soái Lê. Một người lính nghĩ rằng tốt hơn hết là nên hỏi ý kiến của Lê Uy Long về vấn đề này. Vậy thì nhanh lên đi, tình hình vô cùng khẩn cấp, nếu lỡ xảy ra sai lầm gì, không ai trong các anh có thể gánh vác nổi trách nhiệm này. Mặc dù Trương Minh Nguyệt hiểu rõ hành vi của những người lính này, nhưng cô ta không thể lịch sự với những người lính này như Chu Nhược Mai đã làm trước đây. Những người lính cảm thấy người phụ nữ trước mặt họ thực sự có thể là Trương Minh Nguyệt, đội trưởng tổ đặc công xe đầu. Có lẽ có tình hình quân sự rất khẩn cấp phải báo cáo với Lê Uy Long, nên họ không dám lơ là. Một người lính ngay lập tức chạy đến báo cho Lê Uy Long.
Nếu không phải vì quốc vương Long Quốc cũng ở bên trong, và mức độ cảnh giác đã tăng lên mức cao nhất, họ sẽ trực tiếp để Trương Minh Nguyệt vào. Nhưng bây giờ đang trong tình huống bảo vệ đặc biệt, bọn họ phải làm việc vô cùng cẩn thận, không thể để có kẽ hở. Báo cáo hộ soái, Trương Minh Nguyệt, đội trưởng tổ đặc công xe đầu, xin được gặp anh. Người lính chạy đến chỗ Lê Uy Long và nói. Lúc này Lê Uy Long và Chu Nhược Mai vẫn đang ở xa khuất người, họ định gọi điện cho Cục Công an thành phố Vĩnh Thụy và nhờ người của Cục Công an thành phố Vĩnh Thụy giải cứu Triệu Vũ Ngọc và Triệu Đình Vũ, cũng như những người hai mẹ con vô danh kia. Trương Minh Nguyệt, cô ấy tìm tôi có chuyện gì? Lê Uy Long hỏi. Đội trưởng đội Minh Nguyệt nói rằng có tin tình báo khẩn cấp cần báo cáo cho anh. Người lính nói. Vậy thì để cô ấy vào đi. Lê Uy Long biết rằng Trương Minh Nguyệt sẽ không dễ dàng gì mà vội vã đến tìm anh như thế này, nhất định là phải có một tin tức rất khẩn cấp rất quan trọng cần báo cáo. Nhưng mà trên người Trương Minh Nguyệt có một khẩu súng. Mặc dù cô ấy đã xuất trình giấy tờ tùy thân nhưng chúng tôi không chắc cô ấy có phải là Trương Minh Nguyệt hay không. Có nên bắt cô ấy bỏ xuống lại trước khi cho cô ấy vào không? Người lính hỏi. Không được, để cô ấy vào đi, vào ngay lập tức. Dù Lê Uy Long ở rất xa Trương Minh Nguyệt đang ở bên ngoài nghĩa trang liệt sĩ, nhưng anh vẫn có thể nhận ra cô. Hơn nữa, với bản lĩnh của Trương Minh Nguyệt thì giấy tờ của cô ta sẽ không rơi vào tay kẻ thù một cách dễ dàng như vậy. Vì giấy chứng nhận đó là thật, thì đó chính là cô ta. Tình báo của Trương Minh Nguyệt có thể liên quan đến sự an toàn của toàn bộ quân đội và binh lính, thậm chí là sự an toàn của quốc vương Long Quốc, hơn hết sự an toàn của toàn bộ Long Quốc. Vì vậy, tất nhiên Lê Uy Long sẽ cho cô ta vào ngay lập tức. Đôi khi, tình báo chậm trễ một vài giây sẽ gây ra những tổn thất không thể bù đắp được. Vâng, người lính quay đầu chạy ra ngoài nghĩa trang liệt sĩ. Người lính cũng đã đoán trước được rằng tình hình có thể rất khẩn cấp, nhanh chóng chạy đến Trương Minh Nguyệt, nói, đội trưởng Minh Nguyệt, hộ soái Lê muốn cô vào đó ngay lập tức. Trương Minh Nguyệt không nói gì, lập tức chạy vào. Còn chưa chạy đến trước mặt của Lê Uy Long, Trương Minh Nguyệt đã nóng lòng nói, báo cáo hộ soái bảo vệ, chúng tôi đã tìm được tung tích của mẹ ruột anh. Cô ấy phớt lờ sự hiện diện của Chu Nhược Mai và báo cáo ngay lập tức, bởi vì đây không phải là một mật báo về quân sự, mà là thông tin về mẹ của Lê Uy Long, nên Chu Nhược Mai có thể biết được. Bên cạnh đó, với tư cách là phu nhân hộ soái, con dâu của mẹ hộ soái, Chu Nhược Mai cũng biết tin về người mẹ chồng còn sống của mình. Khi Lê Uy Long nghe báo cáo của Trương Minh Nguyệt, anh đã vui mừng khôn xiết và không thể tin vào tai mình. Cô nói cái gì? Nói lại lần nữa, Lê Uy Long kích động nói. Báo cáo hộ soái, chúng tôi đã tìm ra tung tích mẹ ruột anh Lê Tuyết Tương. Trương Minh Nguyệt phải lặp lại lần nữa. Được rồi, thật sự quá tốt, mẹ tôi bây giờ ở đâu? Sau khi Lê Uy Long chắc chắn rằng mình đã nghe đúng, anh đã tràn ngập sự phấn khích. Anh luôn cho rằng mẹ mình đã chết suốt mấy năm nay, mới biết được hai ngày trước bà ấy vẫn còn sống. Bây giờ lại có tin tức của mẹ anh sớm như vậy, làm sao anh có thể không vui cho được. Chương 866 mẹ anh gặp nguy hiểm. Khi Chu Nhược Mai nghe Trương Minh Nguyệt nói rằng cô ta đã tìm được mẹ của Lê Uy Long, cô cũng rất bất ngờ và vô cùng hạnh phúc. Mẹ anh hiện đang ở thành phố Vĩnh Thụy, tuy nhiên, bà ấy hiện đang gặp nguy hiểm. Trương Minh Nguyệt nói. Cái gì, mẹ tôi gặp phải nguy hiểm gì? Lê Uy Long ngạc nhiên hỏi. Không ngờ rằng vừa nhận được tin tức về mẹ thì nghe được tin bà ấy đang gặp nguy hiểm. Hộ soái, mẹ anh đã bị nhà họ Đỗ bắt giữ ở thành phố Vĩnh Thụy. Bây giờ là đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Anh trước hết đừng quá kích động, mong anh ngay lập tức cử binh lính đến giải cứu ngay lập tức, nếu không có thể không kịp nữa rồi. Trương Minh Nguyệt lo lắng nói. Khi Chu Nhược Mai nghe những lời này, thì nhất thời sửng sốt. Vừa rồi Triệu Vũ Ngọc cũng nói rằng cô ấy đã bị nhà họ Đỗ bắt ở thành phố Vĩnh Thụy, bây giờ ngay cả mẹ của Lê Uy Long cũng bị nhà họ Đỗ bắt. Chẳng lẽ nhà họ Đỗ này vô pháp vô thiên bắt người tùy tiện sao? Từ từ, trước hết tôi phải biết rõ tình hình thế nào, mới có thể cho người đi được. Cô hãy nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi, mẹ tôi rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Lê Uy Long nói, anh phải tìm hiểu chi tiết của vấn đề, mới có thể quyết định sẽ gửi quân ở cấp độ nào để cứu mẹ mình. Theo như điều tra của Lại Nhi, một thành viên trong tổ đặc công xe đầu của chúng tôi, mẹ anh đã đắc tội với Đỗ Lượng, thiếu gia của nhà họ Đỗ, gia tộc đứng đầu của thành phố Vĩnh Thụy. Bây giờ nhà họ Đỗ đã bắt bà ấy và đang đưa bà ấy đến tòa nhà đổ nát ở phía tây thành phố. Nhà họ Đỗ đưa mẹ tôi đến tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố để làm gì? Lê Uy Long hỏi lại.
họ muốn lấy mắt của mẹ anh, Trương Minh Nguyệt nói. Lệ Uy Long nghe điều này thì vô cùng kinh hãi, anh không ngờ rằng có người đang muốn khoét mắt của mẹ anh. Chu Nhược Mai cũng bị sốc, trong tin nhắn cầu cứu do Triệu Vũ Ngọc gửi vừa rồi cũng đã nói cô ấy và Triệu Đình Vũ cùng hai mẹ con kia bị nhà họ Đỗ bắt để lấy mắt, không ngờ nhà họ Đỗ còn bắt mẹ và em gái của Lệ Uy Long, và nhà họ Đỗ cũng đang muốn lấy mắt của hai người họ. Chẳng lẽ nhà họ Đỗ làm nghề buôn bán nhãn cầu, sao lại đi lấy mắt nhiều người như vậy làm gì? Những người nhà họ Đỗ này sao lại độc ác đến mức muốn khoét mắt của mẹ tôi, họ rốt cuộc là ai? Lệ Uy Long tức giận hỏi. Người đứng đầu nhà họ Đỗ tên là Đỗ Quang, ông ta là người giàu nhất thành phố Vĩnh Thụy, ông ta kinh doanh bất động sản. Vợ của Đỗ Quang tên là Ngụy Thái Phượng, con gái của Bộ trưởng Ngụy Nghiêm. Trương Minh Nguyệt nói. Lệ Uy Long vô cùng ngạc nhiên khi nghe những lời của Trương Minh Nguyệt, anh không ngờ rằng chính con gái của Ngụy Nghiêm đang muốn lấy mắt của mẹ anh. Đúng là vô pháp vô thiên, con gái của lão già Ngụy Nghiêm lại có thể hung ác đến mức muốn khoét mắt mẹ tôi. Lệ Uy Long đã không thể che giấu được sự tức giận của mình. Đúng vậy, theo như điều tra của chúng tôi, Ngụy Thái Phượng dựa vào một người cha làm thượng thư này mà ngang ngược hống hách ở thành phố Vĩnh Thụy. Một tay che trời làm không ít chuyện sằng bậy, vô cùng tàn nhẫn. Nhà họ Đỗ cũng dựa vào gia thế của Ngụy Thái Phượng để trở thành gia tộc đứng đầu thành phố Vĩnh Thụy. Trương Minh Nguyệt báo cáo với Lệ Uy Long về những gì mà Lại Nhi đã điều tra ra. Sao nhà họ Đỗ lại thích lấy mắt người ta như vậy? Lệ Uy Long còn nhớ Chu Nhược Mai từng nói Triệu Vũ Ngọc và Triệu Đình Vũ cũng bị nhà họ Đỗ bắt để khoét lấy mắt nên hỏi. Trương Minh Nguyệt chuyển tiếp gần như hoàn chỉnh những lời mà Lại Nhi đã nói với cô ta cho Lệ Uy Long, chân tướng sự việc thật ra là như thế này. Tối hôm trước khi mẹ anh đưa con gái của bà ấy, Lê Tịnh Vi từ chợ rau về nhà trên một chiếc xe ba bánh, bà ấy và chiếc xe Porsche của cậu chủ nhà họ Đỗ đã va chạm vào nhau. Khi Đỗ Lượng nhìn thấy chiếc xe của mình bị hư hỏng, anh ta đã rất tức giận và đòi mẹ anh đền tiền. Mẹ anh không có tiền để trả nên Đỗ Lượng đã yêu cầu lấy con gái bà ấy, Lê Tịnh Vi trả tiền cho anh ta. Khi Lê Uy Long nghe đến đây, anh đã thực sự tức giận rồi. Chương 867 tái hôn. Chờ đã, Lệ Uy Long cắt ngang lời Trương Minh Nguyệt, kinh ngạc hỏi, sao mẹ tôi lại có một đứa con gái? Anh thực sự không hiểu mẹ anh đã bị nhà họ Long đuổi ra khỏi nhà, làm sao có thể có một đứa con gái? Mẹ tái hôn với người khác sao? Nếu mẹ anh thực sự đã tái hôn, anh cũng sẽ cố gắng chấp nhận. Dù sao mẹ anh cũng đã bị nhà họ Long vứt bỏ, những năm qua một mình lang thang bên ngoài chắc chắn không dễ dàng gì, kết hôn, tìm một mái ấm gia đình, cũng là điều bình thường. Hiển nhiên thôi. Nếu mẹ anh sinh được một đứa con gái, thì cô gái đó, chính là em gái của anh. Căn cứ vào báo cáo của đặc công Lại Nhi mà chúng tôi đã sắp xếp tại thành phố Vĩnh Thụy, thì mẹ anh có một đứa con gái, tên là Lê Tĩnh Vi. Trương Minh Nguyệt không biết chi tiết cụ thể nên chỉ có thể nói vậy. Cô hãy nói phần sau của sự việc, tại sao nhà họ Đỗ lại muốn lấy mắt của mẹ và em gái tôi? Lê Uy Long nói. Vào thời điểm quan trọng khi em gái anh sắp bị làm nhục, một cậu thanh niên tên Triệu Đình Vũ đã đến và đánh Đỗ Lượng bị thương nặng bằng 3 cú đấm, và cũng trực tiếp làm hỏng mắt trái của anh ta. Trương Minh Nguyệt nói, mặc dù cô ta cũng đã từng quen biết với Triệu Đình Vũ ở thành phố Quốc Hòa, nhưng cô ta không biết liệu Triệu Đình Vũ mà Lại Nhi nói có phải là Triệu Đình Vũ đã ở thành phố Quốc Hòa trước đây hay không. Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai đều rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Bởi vì bọn họ đều biết Triệu Vũ Ngọc và Triệu Đình Vũ cũng đã bị nhà họ Đỗ bắt. Hơn nữa còn bị bắt với hai mẹ con khác. Không nghi ngờ gì nữa, hai mẹ con bị bắt cùng Triệu Vũ Ngọc và Triệu Đình Vũ là Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi. Lệ Uy Long không bao giờ mơ rằng mẹ và em gái của mình thực sự có quen biết với anh em Triệu Đình Vũ. Bất ngờ hơn nữa, khi mẹ và em gái anh gặp nạn, Triệu Đình Vũ lại là người ra tay cứu họ. Đây thực sự là một sự trùng hợp. Sau này xảy ra chuyện gì? Lệ Uy Long kìm lại cơn tức giận, hỏi tiếp. Sau này, nhà họ Đỗ đương nhiên là điên cuồng trả thù. Đêm qua nhà họ Đỗ sai người đi tìm Triệu Đình Vũ để trả thù, nhưng đều bị Triệu Đình Vũ đánh cho tơi tả rồi bỏ trốn. Mẹ anh biết mọi chuyện đã tệ hơn, nên đã dẫn theo em gái anh, Triệu Đình Vũ, và Triệu Vũ Ngọc trốn thoát trong đêm. Hơn nữa, nhà họ Đỗ còn hết binh lực, và kết hợp với thế lực xã hội đen ở địa phương, dồn lực đuổi theo nhóm người của mẹ anh. Mẹ anh và những người khác chạy trốn đến một ngọn núi. Nhưng khi vừa xuống núi, họ đã gặp người nhà họ Đỗ trên đường. Triệu Đình Vũ đã và người nhà họ Đỗ đã xảy ra một trận chiến rất ác liệt. Triệu Đình Vũ yếu không địch lại mạnh,
bị súng bắn nhiều phát nên bị thương nặng. Mẹ anh, em gái anh, Triệu Đình Vũ và em gái của Triệu Đình Vũ đều bị người nhà họ Đỗ bắt lên xe. Hiện họ đang trên đường đến một tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố. Bởi vì, mắt của Đỗ Lưỡng đã bị Triệu Đình Vũ đánh hỏng, nên chỉ có thay đổi nhãn cầu anh ta mới có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại. Nhà họ Đỗ bắt mẹ anh, em gái anh và anh em Triệu Đình Vũ chỉ để lấy mắt và thay cho Đỗ Lượng. Bởi vì cuộc giải phẫu thay mắt của Đỗ Lượng không thể làm quanh minh chính đại, nên người nhà họ Đỗ đã mời bác sĩ chợ đen ở ngoài thành phố về chuẩn bị cho ca phẫu thuật thay nhãn cầu của Đỗ Lượng ở tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố. Trương Minh Nguyệt ngay lập tức chuyển lời của Lại Nhi cho Lê Uy Long. Sau khi Lê Uy Long nghe xong, anh đã nổi đầy tức giận, xương cốt của anh ta nổi lên vì giận, anh như sắp nổ tung. Nhà họ Đỗ thực sự quá ác độc đến mức muốn lấy mắt của mẹ và em gái của Lê Uy Long, hộ soái bảo vệ của đất nước này, không thể nhịn được nữa. Chương 868 tức giận. Là vì mẹ tôi đã đâm vào và làm hỏng xe của Đỗ Lược, mà anh ta đã muốn làm nhục em gái tôi để đền tiền. Sau đó bố mẹ anh ta lại muốn lấy mắt của mẹ tôi và em gái tôi. Người nhà họ Đỗ thực sự không coi luật pháp ra gì. Lê Uy Long tức giận nói. Đúng vậy. Nhà họ Đỗ dựa vào sự hậu thuẫn của Ngụy Nghiêm, mà một tay che trời thành phố Vĩnh Thụy, cấu kết với xã hội đen ở địa phương, ngang nhiên bắt, giết người. Nếu không phải do bọn họ đứng giữa ban ngày ban mặt lấy súng đuổi giết Triệu Đình Vũ, khiến cho anh ta bị thương nặng, làm náo động mọi người thì chúng tôi cũng sẽ không điều tra ra được tin tức người mẹ đã thất lạc của anh nhanh như vậy. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã phát hiện ra, tối qua, Đỗ Lượng lái xe trong tình trạng có cồn và chạy quá tốc độ, nên đã đâm vào ba chiếc xe của mẹ anh. Bản thân anh ta làm sai, lại ỷ thế hiếp người bắt người ta đền tiền, nảy sinh lòng tham muốn chiếm lấy Lê Tịnh Vi, sau đó đúng lúc Triệu Đình Vũ đến kịp thời mới đánh anh ta bị thương. Trương Minh Nguyệt đem tất cả những gì Lại Nhi điều tra ra nói hết với Lê Uy Long. Nhà họ Đỗ sao có thể làm càng như thế, làm nhục em gái tôi, ức hiếp mẹ tôi, nếu Lê Uy Long tôi không tiêu diệt bọn họ, tôi thề sẽ không làm người. Lê Uy Long nghiến răng nghiến lợi nói. Vất vả lắm mới tìm được tung tích của mẹ anh, không ngờ bà ấy lại bị người khác ức hiếp như vậy, anh sao có thể không tức giận được chứ? Hộ soái, tình hình đang rất khẩn cấp rồi. Mẹ và em gái anh đang bị nhà họ Đỗ đưa đến tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố. Họ sẽ bị khoét mắt bất cứ lúc nào, tính mạng đang bị uy hiếp. Đừng nói nhiều nữa và hãy nhanh chóng đưa ra chỉ thị và hành động ngay lập tức. Trương Minh Nguyệt nhắc nhở. Được rồi. Chuyện này trước hết đừng để cho Bộ trưởng Ngụy Nghiêm biết, ta sẽ tiền trảm hậu tấu, sau đó sẽ báo cáo chuyện nhà họ Đỗ bị diệt báo lại sau. Được, Trương Minh Nguyệt khi nhìn thấy Lê Uy Long đã đầy tức giận, cô ta biết rằng anh đã hoàn toàn tức giận và chuẩn bị tiêu diệt nhà họ Đỗ, đương nhiên cô ta sẽ không tiết lộ sự việc ra ngoài. Lúc này, Chu Nhược Mai đã hoàn toàn xác định hai mẹ con bị bắt cùng Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc chính là mẹ và em gái của Lê Uy Long. Lê Uy Long, Triệu Đình Vũ đã từng cứu em, ngoài việc cứu mẹ và em gái ra, anh phải dùng hết sức lực để cứu anh em Triệu Đình Vũ. Chu Nhược Mai nói, anh biết, Triệu Đình Vũ không chỉ cứu em mà còn cứu mẹ anh. Anh nhất định cũng sẽ dốc hết toàn lực giải cứu hai anh em anh ta. Lê Uy Long nói, được, vậy anh mau chóng gọi công an thành phố Vĩnh Thụy, để bọn họ nhanh chóng đi cứu người đi. Nhìn thấy đã lãng phí rất nhiều thời gian, Chu Nhược Mai bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không biết công an của thành phố Vĩnh Thụy có phải đã bị nhà họ Đỗ mua chuộc rồi không, để cho bọn họ đi giải cứu, anh không an tâm. Lê Uy Long nói, không cho để công an cứu, vậy anh định sẽ cứu người thế nào? Chu Nhược Mai hỏi, anh sẽ tự mình đi cứu họ. Lê Uy Long nói, lúc này, anh muốn để công an thành phố Vĩnh Thụy đến giải cứu Triệu Đình Vũ, nhưng bây giờ có mẹ của anh trong đó, anh không muốn để công an đến cứu nữa. Mẹ của mình nhất định phải tự mình đi cứu. Mới yên tâm. Thành phố Vĩnh Thụy cách thành phố Quốc Hòa rất xa, chờ đến khi anh đến thành phố Vĩnh Thụy thì mắt của họ đã bị lấy đi rồi. Chu Nhược Mai nói, mặc dù thành phố Vĩnh Thụy cách thành phố Quốc Hòa xa một chút, nhưng chỉ mất 20 phút đến đó bằng máy bay chiến đấu. Lê Uy Long nói, hộ soái, anh định cứu người như thế nào, anh mau chóng ra lệnh đi. Bằng không 20 phút cũng đủ để bọn họ khoét mắt rồi. Trương Minh Nguyệt nói, tôi sẽ ngay lập tức xin chỉ thị của quốc vương Long Quốc cử một máy bay chiến đấu đến cứu mẹ tôi. Cô thông báo cho các đặc công của tổ đặc công xe đầu ở thành phố Vĩnh Thụy rằng họ phải ngăn chặn nhà họ Đỗ, không được để bọn chúng khoét mắt mẹ, em gái tôi và anh em Triệu Đình Vũ. Đôi mắt,
chỉ cần có thể giữ chân bọn họ trong 20 phút, thì họ sẽ lập công. Lê Uy Long nói, nhưng hộ soái, ở thành phố Vĩnh Thụy, tôi chỉ một đặc công là Lại Nhi đã được cài đặt. Mặc dù cô ấy có kỹ năng tốt, nhưng để cho cô ấy chiến đấu với cả nhà họ Đỗ trong 20 phút là điều gần như không thể. Trương Minh Nguyệt nói, sao cô lại sắp xếp quá ít đặc vụ ở thành phố Vĩnh Thụy như vậy? Lê Uy Long hỏi, chương 869 tin tưởng. Bởi vì chiến tranh bùng nổ, mà thành phố Vĩnh Thụy tương đối an toàn so với những nơi khác, cũng không phải là vị trí chiến lược gì. Nên tôi đã chuyển các đặc công được cài đặt ban đầu ở thành phố Vĩnh Thụy đến các thành phố quan trọng khác, chỉ để lại một đặc vụ, Lại Nhi, ở đó. Minh Nguyệt nói, tôi tin vào khả năng chiến đấu của các đặc công trong tổ đặc công xe đầu, chỉ một đặc công như thế là đủ rồi. Lê Uy Long nói, hộ soái, vì sự để chắc chắn, tôi cảm thấy trước hết vẫn nên thông báo cho Cục Công an của thành phố Vĩnh Thụy và để họ giúp đỡ cứu mọi người. Trương Minh Nguyệt nói, không thể để cho Công an thành phố Vĩnh Thụy biết chuyện này. Tôi sợ rằng sẽ có người trong Cục Công an thành phố Vĩnh Thụy sẽ bí mật thông báo cho Ngụy Nghiêm rằng tôi muốn tiêu diệt nhà họ Đỗ trước rồi mới báo sao. Lê Uy Long nói, tôi hiểu rõ rồi, Trương Minh Nguyệt biết sát khí của Lê Uy Long đã ngập trời nên không dám nói thêm nữa. Trước hết, Bính Loan, một công an của Cục Cảnh sát đã có thể bắt giam băng đảng xã hội đen Lion Gate Hổ ở thung lũng Ngạc Na giúp dân, khiến cho hổ lang sư của chúng ta có được cơ hội quý báu. Chẳng lẽ các đặc công trong tổ đặc công xe đầu sức chiến đấu lại không bằng một nữ cảnh sát sao? Lê Uy Long nói, được rồi, tôi lập tức thông báo cho Lại Nhi và để cô ấy cầm chân nhà họ Đỗ. Trương Minh Nguyệt nói, Lê Uy Long cũng biết rằng bây giờ thời gian đang rất cấp bách, vì vậy anh ngừng đi theo Trương Minh Nguyệt mà đi thẳng về phía Quốc Vương Long Quốc. Chu Nhược Mai biết Lê Uy Long sẽ bàn bạc với Quốc Vương Long Quốc về việc cho quân đi cứu mẹ mình, cô không dám nghe trộm nên đành đứng đó. Trương Minh Nguyệt gọi cho Lại Nhi ngay lập tức. Trưởng nhóm, xin chỉ thị. Lại Nhi nói ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ Trương Minh Nguyệt. Lại Nhi nghe lệnh, hộ soái Lê hạ lệnh cho cô giữ chân nhà họ Đỗ, không được để nhà họ Đỗ khoét được mắt của mẹ, em hộ soái và anh em Triệu Đình Vũ. Trương Minh Nguyệt nói. Được, Lại Nhi không ngờ Lê Uy Long lại giao cho mình một nhiệm vụ gian nan như vậy. Cô ấy đã biết, nhà họ Đỗ đã bố trí 500 người xung quanh tòa nhà đang xây dở. Tuy nhiên, hộ soái đã ra lệnh, cô ấy không dám làm trái lệnh của hộ soái, cô ấy chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Thật là vinh dự cho cô ấy khi có cơ hội giải cứu mẹ của hộ soái bảo vệ. Ngay cả khi đó là một cái chết trong trận chiến, nó cũng đáng giá. Đừng quá lo lắng, Lê Uy Long chỉ yêu cầu bạn giữ chân nhà họ Đỗ trong 20 phút. Trong vòng 20 phút, quân của hộ soái Lê sẽ đến thành phố Vĩnh Thụy. Trương Minh Nguyệt nói, được rồi. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, trì hoãn hành động của nhà họ Đỗ, kéo dài thời gian cho quân của hộ soái. Lại Nhi nói, nhanh chóng hành động đi. Trương Minh Nguyệt biết thời gian đang cấp bách nên không nhiều lời, nói xong cúp liền điện thoại. Lại Nhi nhận được lệnh thì lái xe đi ngay lập tức, chạy nhanh về phía tòa nhà đang xây dựng dở dang ở phía tây thành phố. Lúc này, Lệ Uy Long đã đến trước mặt Quốc Vương Long Quốc, sau đó nói nhỏ, Quốc Vương Long Quốc, tôi có chuyện cấp bách cần bàn bạc với ngài. Xin mời ngài rời bước. Được, nhìn vẻ mặt lo lắng của Lê Uy Long, Long chủ nghĩ rằng anh ta có một tình huống quân sự rất khẩn cấp và rất quan trọng phải báo cáo trong bí mật, liền cùng Lê Uy Long đi đến một nơi hẻo lánh vắng người. Tất cả các bộ trưởng dân sự và quân sự có mặt đều thấy Lê Uy Long yêu cầu Quốc Vương Long Quốc rời đi một mình cùng anh, và nghĩ rằng đã có chuyện quan trọng xảy ra và muốn bàn bạc với Quốc Vương Long Quốc một cách bí mật, vì vậy họ không dám làm phiền. Sau khi tránh xa các bộ trưởng dân sự và quân sự, Quốc Vương Long Quốc nói, hộ soái Lê, có việc gấp muốn bàn bạc với tôi, xin hãy anh cứ nói. Chương 870 mẹ bị áp bức. Quốc Vương Long Quốc, giờ phút này mẹ của tôi đang ở thành phố Vĩnh Thụy và bị áp bức bởi một nhóm người vô pháp vô thiên, tôi xin ngài hãy để cho tôi điều đi một số chiến sĩ để cứu mẹ mình, mong Quốc Vương Long Quốc chấp thuận. Tuy rằng Lê Uy Long là một hộ soái bảo vệ, nhưng nếu anh muốn điều binh lính đi cứu mẹ mình, thì vẫn nên hỏi ý kiến của Quốc Vương Long Quốc trước. Nếu Quốc Vương Long Quốc không có mặt, anh có thể tự mình làm chủ. Nhưng bây giờ Quốc Vương Long Quốc có mặt thì phải xin chỉ thị để tỏ lòng thành kính. Nếu không, khi Quốc Vương Long Quốc thấy anh đột nhiên điều động một đoàn binh lính, chắc chắn anh sẽ bị nghi ngờ và truy đến cùng. Sao, mẹ của hộ soái Lê, có phải Lê Tuyết Tương không? Quốc Vương Long Quốc ngạc nhiên hỏi. Quốc Vương Long Quốc cũng biết rằng mẹ ruột của Lê Uy Long là Lê Tuyết Tương,
và anh ta cũng đã nghe về việc Lê Tuyết Tương bị nhà họ Long đuổi ra khỏi nhà. Đúng vậy, mẹ của tôi chính là Lê Tuyết Tương, Lê Uy Long nói. Nhưng, tôi nghe nói rằng mẹ anh không còn sống nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Quốc Vương Long Quốc hỏi. Trước đây tôi cũng luôn cho rằng mẹ của mình không còn sống nữa, cho đến khi nhìn thấy bức thư mà cha nuôi tôi Dương Văn Đoàn để lại vào 2 ngày trước, mới biết được năm đó mẹ tôi không chết, mà đã lừa tôi lặng lẽ rời khỏi thành phố Quốc Hòa, tha hương bên ngoài. Lê Uy Long nói. Tốt, nếu mẹ của hộ soái Lê vẫn còn sống trên đời, thì tốt rồi, thật đáng mừng. Quốc Vương Long Quốc cũng rất vui khi biết rằng mẹ của Lê Uy Long vẫn còn sống. Sau đó, Quốc Vương Long Quốc hỏi lại, làm thế nào hộ soái Lê biết rằng mẹ anh đang bị những người khác ức hiếp? Tôi đã để người trong tổ đặc công xe đầu giúp tìm mẹ mình. Tôi vừa nhận được tin từ tổ đặc công xe đầu, và sau đó tôi mới biết rằng mẹ mình đang gặp nguy hiểm ở thành phố Vĩnh Thụy, vì vậy tôi muốn phái quân đến cứu. Lê Uy Long nói, mẹ anh đã gặp phải nguy hiểm gì ở thành phố Vĩnh Thụy? Quốc Vương Long Quốc hỏi. Một người địa phương có thế lực đã đưa mẹ và em gái tôi đến một tòa nhà chưa hoàn thành, và đang chuẩn bị đục khoét lấy mắt của họ để thay cho mắt con trai của họ. Do thời gian hạn hẹp, Lê Uy Long đã không nói rõ mọi chuyện với Quốc Vương Long Quốc, mà chỉ nói về điểm chính. Quốc Vương Long Quốc nghe vậy lập tức tức giận, sao có thể như thế? Ai bạo gan đến mức ngay cả mẹ của hộ soái cũng dám lấy mắt? Do thời gian hạn hẹp, chúng tôi vẫn chưa điều tra rõ đối phương bên kia là ai, tôi chỉ biết rằng mẹ của mình hiện đang rất nguy cấp. Lê Uy Long không muốn nói với Quốc Vương Long Quốc rằng đó là nhà họ Đỗ, vì sợ rằng Quốc Vương Long Quốc biết đó là Ngụy Thái Phượng, con gái của Ngụy Nghiêm, nằm trong số đó, sẽ kêu anh thủ hạ lưu tình. Để tiêu diệt nhà họ Đỗ cả gan dám hại mẹ mình, cho dù Lê Uy Long có phải khi quân, anh cũng sẽ không do dự. Bây giờ anh đang giả bộ không biết đó là nhà họ Đỗ, khi Quốc Vương Long Quốc có trách móc thì anh cũng có thể trốn tránh vì không biết họ là nhà họ Đỗ. Hiện tại là thời điểm chuẩn bị đối đầu với kẻ thù mạnh, không ngờ lại có người dám động đến mẹ của hộ soái bảo vệ của Long Quốc chúng ta. Không biết đó là ai, cũng phải nghiêm trị, kết án tử hình. Quốc Vương Long Quốc cũng đã tức giận, hung dữ nói. Lê Uy Long cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Quốc Vương Long Quốc nói điều này. Những lời Quốc Vương Long Quốc nói, giống như thánh chỉ. Bởi vì Quốc Vương Long Quốc đã mở lời, cho dù là ai, thì đều phải bị trừng phạt nghiêm khắc và kết án tử hình. Quốc Vương Long Quốc, tôi xin ngài cho phép tôi xuất quân đến cứu mẹ tôi, được không? Xin Quốc Vương Long Quốc đồng ý. Lê Uy Long biết rằng họa sắp ập đến, lại bắt đầu xin chỉ thị một lần nữa. Tất nhiên là được rồi. Hộ soái Lê đã chiến đấu lập chiến công cho Long Quốc ta từ Nam tới Bắc. Giờ đây mẹ của hộ soái lưu lạc ở thành phố Vĩnh Thụy, còn bị người xấu hãm hại. Đại quân của Long Quốc chúng ta để cậu tự do tung hoành, không cần xin chỉ thị của tôi. Quốc Vương Long Quốc nói một cách mạch lạc. Tạ ơn Quốc Vương, Lê Uy Long nói. Hộ soái Lê, thời gian không còn nhiều, anh nhanh chóng đưa quân đi cứu mẹ mình nhanh lên. Quốc Vương Long Quốc nói. Được rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Lê Uy Long biết rằng mẹ anh đang gặp nguy ở thành phố Vĩnh Thụy. Tính mạng của bà sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Lúc này, lễ an táng các liệt sĩ lại được tiếp tục. Các chiến sĩ toàn quân lặng lẽ nhìn quan tài các liệt sĩ được đưa vào tầng hầm của Nghĩa Trang. Phạm Cương, Hà Ngọc Vinh, sau khi Lê Uy Long trở lại trung tâm của đài tưởng niệm liệt sĩ, anh ngay lập tức bắt đầu gọi tên Phạm Cương và Hà Ngọc Vinh. Đi! Chương 871 đi! Đi! Phạm Cương và Hà Ngọc Vinh lập tức đi ra ngoài. Mang theo một nhóm người hộ tống tôi đến sân bay quân sự chuyên dụng của thành phố Quốc Hòa. Lê Uy Long ra lệnh. Vâng, Phạm Cương và Hà Ngọc Vinh lập tức nhận lệnh. Tất cả công chức có mặt lúc này đều nhìn thấy Lê Uy Long đột nhiên đi đến sân bay quân sự thành phố Quốc Hòa. Họ đều cảm thấy khó hiểu, không biết Lê Uy Long sẽ làm gì ở sân bay, nhưng không ai dám hỏi. Bởi vì Lê Uy Long là chỉ huy hộ soái bảo vệ của Long Quốc, ai dám đặt câu hỏi về hành động của anh. Hơn nữa, Lê Uy Long còn đến một nơi hẻo lánh để trò chuyện một mình với Quốc Vương Long Quốc, nên hành động của anh hiển nhiên đã được Quốc Vương Long Quốc chấp thuận. Ngay cả các bộ trưởng dân sự và quân sự cũng không dám soi xét hành động của Lê Uy Long, đương nhiên Hà Ngọc Vinh cũng sẽ không hỏi nhiều. Về mệnh lệnh của Lê Uy Long, họ chỉ cần thực hiện chúng. Mặc dù có rất nhiều máy bay chiến đấu đang bay qua thành phố Quốc Hòa nhưng chúng không thể hạ cánh xuống Nghĩa Trang liệt sĩ. Vì vậy Lê Uy Long chỉ có thể đến sân bay quân sự thành phố Quốc Hòa để lên máy bay đến thành phố Vĩnh Thụy. Phạm Cương và Hà Ngọc Vinh,
mỗi người mang một nhóm quân từ sư đoàn dũng sĩ và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, hộ tống Lê Uy Long rời khỏi nghĩa trang liệt sĩ. Hiện tại là thời kỳ vô cùng nhạy cảm trong chiến tranh, hộ soái bảo vệ đi ra ngoài, tất nhiên phải có một số lượng lớn người đi theo hộ tống. Chu Nhược Mai thấy Lê Uy Long sắp rời đi, lập tức đuổi theo. Trương Minh Nguyệt cũng bắt kịp. Lê Uy Long, em muốn đi với anh. Chu Nhược Mai biết Lê Uy Long sẽ đến thành phố Vĩnh Thụy để giải cứu mẹ mình, vì vậy cô muốn đi cùng. Bởi vì cô là vợ của Lê Uy Long, và mẹ của Lê Uy Long cũng là mẹ của cô. Cô muốn đi theo để gặp người mẹ chồng chưa từng gặp mặt này. Đồng thời, cô cũng muốn xem tình hình của Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc, bởi vì Triệu Đình Vũ đã bị thương nặng và tính mạng của anh ta sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Trong trường hợp Triệu Đình Vũ chết, cô sẽ có thể gặp anh lần cuối. Muốn đi thì cùng thì đi. Lệ Uy Long cũng không từ chối, bởi vì thời gian quá eo hẹp nên không có thời gian nói chuyện với Chu Nhược Mai, cho nên anh mới đồng ý với cô. Dù sao cũng đi bằng máy bay chiến đấu, thêm một người ngồi cũng không có chuyện gì. Được rồi, Chu Nhược Mai vốn cho rằng Lệ Uy Long sẽ cho rằng cô sẽ vướng tay vướng chân, anh sẽ không chịu cho cô đi, không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy, cô có chút vui mừng. Hộ soái Lê, tôi cũng muốn đi cùng anh. Lúc này, Trương Minh Nguyệt cũng nói. Tại sao cô lại muốn đến thành phố Vĩnh Thụy? Lệ Uy Long hỏi. Lại Nhi đã chiến đấu một mình ở thành phố Vĩnh Thụy. Lành ý dữ nhiều. Vì vậy tôi muốn đi theo xem thế nào. Trương Minh Nguyệt nói. Được rồi, vậy thì chúng ta cùng đi. Lệ Uy Long không muốn nói gì, anh chỉ muốn bắt đầu sớm, và đồng ý với yêu cầu của Trương Minh Nguyệt. Dù sao thành phố Quốc Hòa bây giờ được canh phòng nghiêm ngặt, có thể đảm bảo an toàn cho quốc vương Long Quốc, hơn nữa thêm một Trương Minh Nguyệt cũng không đáng gì. Cảm ơn hộ soái. Trương Minh Nguyệt nhận được sự đồng ý của Lệ Uy Long và ngay lập tức đi theo. Sau khi mọi người lên xe, sư đoàn dũng sĩ cùng đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đã dùng tốc độ nhanh nhất để đưa Lê Uy Long đến sân bay quân sự thành phố Quốc Hòa. Chương 872 bị thương. Lê Uy Long biết rằng Triệu Đình Vũ đã bị bắn nhiều phát và bị thương nặng, nên tính mạng của anh ta sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, vì vậy anh đã mang theo bác sĩ quân y Lưu Đại Thông. Ngay cả khi Triệu Đình Vũ chưa bị thương nặng, Lê Uy Long vẫn phải mang theo một bác sĩ thiên tài như Lưu Đại Thông bên mình. Vì mẹ và em gái của anh cũng có thể bị thương. Hơn nữa, khi tiêu diệt lực lượng của nhà họ Đỗ, một số binh lính cũng có thể bị thương. Ngoài ra, Lãi Nhi, người chịu trách nhiệm trì hoãn hành động của nhà họ Đỗ đang chiến đấu một mình, rất có thể bị thương. Trong bất kỳ hoạt động tác chiến nào, bác sĩ quân y đi cùng là không thể thiếu. Ngoài Lưu Đại Thông, còn có một số bác sĩ quân y khác đi cùng. Lúc này, mọi người trong thành phố Quốc Hòa đều đổ xô ra đường. Hai bên các con đường đều có binh lính canh giữ, không có xe cộ nào trên đường, nên đường rất thông suốt. Trên đường đến sân bay, Lệ Uy Long đã gọi điện cho người chuẩn bị cho máy bay chiến đấu và những người lính trực chiến trên sân bay. Khi đến sân bay, anh có thể điều động ngay một số lượng lớn máy bay chiến đấu đến thành phố Vĩnh Thụy. Chu Nhược Mai và Lệ Uy Long cùng ngồi trên xe đến sân bay quân sự thành phố Quốc Hòa. Cô biết lúc này trong lòng Lệ Uy Long như có lửa đốt nên cô im lặng không làm phiền anh. Quốc vương Long Quốc lúc này cũng đã về trung tâm nghĩa trang liệt sĩ, tiếp tục đưa tiễn các liệt sĩ. Ngụy Nghiêm rất tò mò không biết Lệ Uy Long làm gì khi anh đột ngột rời nghĩa trang liệt sĩ để đến sân bay quân sự thành phố Quốc Hòa, nhưng ông ta không dám hỏi quốc vương Long Quốc mà chỉ có thể kìm nén trong lòng. Chu Thế Huy, Kim Ngọc và Chu Lệ Ngọc thấy Chu Phi Dương đã chết, có khóc như thế nào cũng không gọi anh ta tỉnh lại được, vì vậy họ phải đưa thi thể của Chu Phi Dương về nhà và chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu cho anh ta. Bà Chu đã từ từ tỉnh dậy sau khi được bác sĩ trong bệnh viện cấp cứu. Sau khi tỉnh lại, bà ta vẫn còn rất đau lòng, Chu Thiệu Huy ở một bên không ngừng an ủi bà ta. Lúc này, ở thành phố Vĩnh Thụy, vì bệnh viện tương đối gần với tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố, nên Đỗ Quang đã đưa con trai mình là Đỗ Lượng đến tòa nhà đang xây dở trước. Còn Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Ngọc Khiết bị bắt trên con đường gần nhà ga. Nhà ga cách xa tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố, nên hiện tại họ vẫn chưa đến được tòa nhà đang xây dở. Mẹ, những người đó còn chưa tới sao? Đỗ Lượng nóng lòng hỏi Ngụy Thái Phượng ngay khi anh ta vừa tới tòa nhà đang xây dở. Không sao đâu, chắc là sắp đến rồi. Ngụy Thái Phượng lúc này cũng rất lo lắng. Tôi nhận được tin tức bọn họ đã bắt được người, nên mới đến bệnh viện đón con trai, bây giờ con trai đã đến đây, sao họ vẫn còn chưa đến chứ?
Đỗ Quang cũng lo lắng nói. Chỗ của Hách Diệp đến đây xa hơn một chút, đến muộn là chuyện bình thường. Ngụy Thái Phượng nói. Mong là trên đường đi không xảy ra chuyện gì nữa. Phu cơ đã đợi cả đêm, bây giờ đã 10 giờ sáng vẫn chưa tới, thật sự rất sợ sẽ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn khác. Bác sĩ Phu, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Ngụy Thái Phượng nói. Đúng lúc này, có tiếng xe ô tô gầm rú, đoàn người của Hách Diệp đã tới tòa nhà đang xây dở. Ngụy Thái Phượng, Đỗ Quang và Vu Cơ ngay lập tức đi đến cửa sổ, họ đã nhìn thấy Hách Diệp đang đưa Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc ra khỏi xe. Cùng lúc đó, có 4 người cũng nâng Triệu Đình Vũ, cả người anh ta bị thương nghiêm trọng, bê bết máu ra khỏi xe. Nhìn thấy tình hình này, Ngụy Thái Phượng và Đỗ Quang lập tức vui mừng khôn xiết. Sau bao nhiêu lần, cuối cùng họ cũng đã có được những người này. Bác sĩ Vu, anh xem, người của chúng tôi đã mang đến rồi, cũng không để anh đợi lâu đâu. Ngụy Thái Phượng hưng phấn nói. Tốt rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Cũng không còn sớm nữa, khi họ đưa người lên đây, tôi sẽ tiến hành phẫu thuật nhãn cầu họ ngay lập tức. Vu Cơ nói. Được, vậy sau đó phải phiền đến bác sĩ Vu rồi. Sau khi giải quyết xong, tôi sẽ không thiếu ông đồng nào, còn sẽ hầu tạ thêm. Mong ông phải dốc toàn lực để làm tốt ca phẫu thuật này. Ngụy Thái Phượng nói. Đỗ phu nhân, bà có thể yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực. Tôi đã làm loại phẫu thuật này nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, sẽ không có vấn đề gì. Vu Cơ nói. Ở tầng dưới tòa nhà. Khi Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy người anh trai mình đầy máu, cô ấy không thể cử động, và trái tim cô ấy tan nát. Anh trai Triệu Vũ Ngọc đã khóc và muốn chạy đến gặp anh trai mình. Tuy nhiên, hai người đàn ông mặc đồ đen đã nắm chặt lấy cô ấy, và cô ấy không thể thoát ra được. Chương 873 đau buồn. Khi Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi nhìn thấy cơ thể chảy đầy máu của Triệu Đình Vũ, bọn họ cũng đau buồn không thôi. Họ không ngờ rằng chỉ vì một tai nạn xe hơi nhỏ mà mọi việc lại diễn biến thành tình huống như hiện tại. Đây thực sự là từ một vụ tai nạn xe hơi thành một vụ giết người đẫm máu. Mau đưa chúng vào đi, đừng để ông chủ Đỗ đợi lâu. Hách Diệp nói. Những tên cấp dưới đó ngay lập tức đẩy Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc vào trong tòa nhà đang xây dở. Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc đã đấu tranh trong tuyệt vọng và không chịu vào trong. Tuy nhiên, người của Hách Diệp đẩy mạnh họ tiến về phía trước. Triệu Đình Vũ, người đã không thể di chuyển, cũng được đưa vào. Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc đều vô cùng kinh hãi. Tất cả họ đều biết rằng chỉ cần bọn họ đi đến bên trong tòa nhà đổ nát, họ sẽ bị khoét mắt. Cảm giác này giống như bị đưa đến pháp trường để hành quyết. Đi vào tòa nhà giống như bước vào đi vào điện Diêm Vương vậy. Tại thời điểm này, tất cả họ đều tuyệt vọng, và họ thực sự không thể nghĩ ra có ai khác có thể cứu mình. Cho dù có người tới cứu, ngoài người của Hách Diệp còn có hơn 500 tên côn đồ nhà họ Đỗ canh giữ bên ngoài, ai có thể cứu được. Lúc này, trên con đường dẫn đến tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố, một chiếc xe Jeep đang lao tới. Chiếc xe Jeep đầy súng và đạn dược. Người điều khiển chiếc xe là đặc công trong tổ đặc công xe đầu Lại Nhi, người được lệnh đến giải cứu mẹ của hộ soái theo lệnh của Lê Huy Long. Lúc này, tại sân bay quân sự thành phố Quốc Hòa. Sân bay quân sự thành phố Quốc Hòa cách Nghĩa Trang Liệt Sĩ không xa, trong vòng chưa đầy 5 phút, sư đoàn dũng sĩ và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đã đưa Lê Huy Long đến sân bay. Các máy bay chiến đấu và các chiến sĩ tác chiến tại sân bay đã túc trực sẵn sàng tại sân bay. Chu Nhược Mai là lần đầu tiên đến chiến trường máy bay, nhìn thấy sân bay tràn ngập máy bay chiến, cảnh tượng này đồ sộ đến mức khiến cô sửng sốt. Lên máy bay ngay lập tức, đến thành phố Vĩnh Thụy, và cứu mẹ tôi. Lê Uy Long ra lệnh ngay khi anh đến sân bay. Các chiến binh ở chế độ chờ ngay lập tức lên máy bay với tốc độ nhanh nhất. Phạm Cương, Hà Ngọc Vinh, Trương Minh Nguyệt, Lưu Đại Thông và những người khác cũng lên máy bay vận tải quân sự. Các binh sĩ sư đoàn dũng sĩ và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, những người chịu trách nhiệm hộ tống Lê Uy Long đến sân bay, cũng đã lên máy bay vận tải quân sự. Đây là lần đầu tiên Chu Nhược Mai đi chiếc máy bay vận tải quân sự này, cô không khỏi có chút lo lắng. Biết rằng Chu Nhược Mai đang căng thẳng, Lê Uy Long đã nắm tay cô và cùng nhau lên máy bay. Khi họ đến một tòa nhà chưa hoàn thành ở phía tây thành phố Vĩnh Thụy để giải cứu Lê Tuyết Tương và những người khác, máy bay chiến đấu sẽ không có nhiều tác dụng, và các chiến binh phải hạ cánh trên không trước xông vào cứu người. Vì vậy, Lê Uy Long chỉ có thể điều động máy bay vận tải quân sự đến chờ các chiến binh đến thành phố Vĩnh Thụy,
sau đó nhảy xuống để giải cứu mọi người. Tuy nhiên, hộ soái bảo vệ của Long Quốc đến thành phố Vĩnh Thụy, phải có máy bay chiến đấu hộ tống mới được. Nếu không, nếu gặp máy bay địch tấn công giữa chừng thì chuyện lớn sẽ xảy ra. Để cứu mẹ mình, Lệ Uy Long đã điều động 20 máy bay vận tải quân sự và 100 máy bay chiến đấu. Sau khi mọi người lên máy bay, những chiếc máy bay chiến đấu này bắt đầu cất cánh. Trong khoảnh khắc, máy bay vận tải và máy bay chiến đấu bay lên không trung, tạo ra những làn sóng gầm rú kinh thiên động địa. Sau đó, 100 máy bay chiến đấu, hộ tống 20 máy bay vận tải, lao thẳng tới thành phố Vĩnh Thụy. Những người trên mặt đất đều ngước nhìn cảnh tượng ngoạn mục này. Nhìn thấy vô số máy bay chiến đấu áp đảo bầu trời và lao vun vút trên đầu, họ đều nghĩ rằng lại có một cuộc chiến tranh. Không ai có thể tưởng tượng rằng đội quân này sẽ đến thành phố Vĩnh Thụy. Không ai có thể ngờ rằng lần này Lê Uy Long lại điều động nhiều quân đến vậy chỉ để đối phó với nhà họ Đỗ ở thành phố Vĩnh Thụy và giải cứu mẹ của anh. Chương 1075, điều động. Trên thực tế, trong lần điều động binh lực này, Lê Uy Long điều động nhiều máy bay chiến đấu như vậy, ngoài việc cứu mẹ mình, anh còn có một mục đích khác. Đó là lợi dụng uy tín còn lại của buổi lễ tuyên thệ, một lần nữa chấn động cả nước địch. Bởi vì, khi nước địch không rõ mọi chuyện, nhìn thấy anh đột nhiên xuất nhiều binh sau lễ tuyên thệ như thế, nhất định sẽ cho rằng anh là phái quân đi viễn chinh. Mà còn là thời điểm viễn chinh thật sự, anh muốn không cần chiến đấu nhưng khiến cho kẻ thù khuất phục. Gần nhất là nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng ở gần thành phố Quốc Hòa, thấy sân bay quân sự thành phố Quốc Hòa đã tập hợp một số lượng lớn máy bay chiến đấu, mà còn là Lệ Uy Long sử dụng những máy bay chiến đấu này. Anh muốn thử xem những nước thù địch, thấy anh đột nhiên triển khai xuất nhiều máy bay chiến đấu. Có thể họ không muốn chiến mà trực tiếp cầu hòa. Mục đích này chỉ trong lòng Lệ Uy Long mới biết, thậm chí anh còn không có nói cho quốc vương Long Quốc biết. Vì quốc vương Long Quốc chủ trương đưa quân đi viễn chinh, mà là một người lính chủ trương khiến địch đầu hàng mà không chiến đấu. Chính anh là người đưa ra đề xuất về lễ tuyên thệ trước khi xuất quân, và quốc vương Long Quốc cuối cùng đã chấp nhận đề nghị của anh để xem liệu anh có thể khiến đất nước kẻ thù sợ hãi và khuất phục nó mà không cần chiến đấu hay không. Nếu chiến lược của anh không thể ngăn cản quốc gia đối phương và không khiến cho quốc gia đối phương khuất phục như lời anh nói, thì anh chỉ có thể chấp nhận đề nghị của quốc vương Long Quốc, đưa quân đi viễn chinh và tiêu diệt các quốc gia thù địch. Vì vậy, anh đã tận dụng cơ hội đưa quân đến cứu mẹ mình và điều động các chiến binh và quân đội quy mô lớn. Nếu chỉ dùng để đối phó với một nhà họ Đỗ trong phạm vi nhỏ, chỉ cần trực thăng chở mấy trăm người là quá đủ rồi. Bây giờ phái nhiều chiến binh đến như vậy. Chính là ném bom khói xuống nước địch, tạo ảo giác đưa quân đi viễn chinh, khiến bọn họ nghĩ ngay sau lễ tuyên thệ sẽ đưa quân đi viễn chinh. Trong các cuộc tập trận quân sự thời bình, nhiều máy bay chiến đấu sẽ được triển khai thì nay việc răn đe các nước đối phương lại càng cần thiết. Đây là những gì cuộc chiến cần, và không có lãng phí. Nếu việc cử binh lần này có thể cứu mẹ và làm khiếp sợ nước giặc, sao không khiến cho một mũi tên trúng hai đích? Đây là lần đầu tiên Chu Nhược Mai bay trên máy bay quân sự, lại có máy bay chiến đấu hộ tống họ như vậy, cô vô cùng phấn khích, cô cảm thấy mình giống như một nữ vương. Việc Long Quốc tổ chức lễ tuyên thệ ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ đã được công khai, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên TV, để tất cả các nước trên thế giới đều có thể xem được, nhằm răn đe kẻ thù. Nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư Quốc, nước Lang Quốc, nước Dẫn Giao và các nước kẻ thù khác đều đã thấy trên TV. Quốc vương Long Quốc và hộ soái bảo vệ, Lệ Uy Long, dẫn đầu các tướng lĩnh và binh lính tổ chức một buổi lễ hoành tráng. Những người đứng đầu của các quốc gia thù địch này đã nghe thấy bài phát biểu hùng hồn của quốc vương Long Quốc tại lễ tuyên thệ, và họ sợ hãi đến mức tổ chức ngay các cuộc họp khẩn cấp để thảo luận các biện pháp đối phó. Khi quốc vương Long Quốc hét lên câu nói kẻ nào xâm phạm đến Long Quốc vĩ đại của chúng ta, dù là ở đâu cũng phải giết, thì người đứng đầu của các quốc gia kẻ thù đã run rẩy. Các quan đại thần của tất cả các quốc gia đều đang phân tích sâu sắc câu kẻ nào xâm phạm đến Long Quốc vĩ đại của chúng ta, dù là ở đâu cũng phải giết. Tất cả đều đồng ý rằng ý định của quốc vương Long Quốc đã rất rõ ràng, anh ta sẽ đưa quân đi viễn chinh. Mặc dù nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng cả nghìn cây số với Long Quốc, nhưng trong trận chiến ở thành phố Quốc Hòa, họ đã mất đi chiến thần vô địch của đất nước, Ano và Tay Lo, và họ vô cùng lo sợ Long Quốc sẽ đưa quân đi viễn chinh. Mặc dù đất nước nước Dẫn Giao được ngăn cách với Long Quốc bởi đường biển, nhưng đất nước nước Dẫn Giao chỉ là một quốc gia nhỏ, lãnh thổ nước Dẫn Giao chỉ chiếm phần rất nhỏ trên bản đồ thế giới. Tất nhiên, họ cũng sợ Long Quốc sẽ vượt biển tấn công họ.
Chương 874 sợ hãi. Dù cách xa nhưng Long Quốc đã có ý dù xa đến đâu thì cũng sẽ tiêu diệt. Sư Quốc, nước Lang Quốc và Long Quốc là những quốc gia láng giềng, có đường biên giới đất liền với nhau, nên họ vô cùng sợ hãi. Tất cả các quốc gia thù địch đã chuẩn bị phòng ngự để ngăn chặn Long Quốc bất ngờ phản công bất cứ lúc nào. Nhưng khi nghe được lời tuyên thệ của Lê Uy Long và các tướng lãnh khác đầy sát khí, và còn đồng thanh hét lên, tiêu diệt các nước thù địch, và báo thù cho những người lính đã hy sinh. Khi đó, những người đứng đầu nước thù địch không thể ngồi yên, tất cả đều bắt đầu thảo luận xem có nên tìm thương thảo, cầu hòa với Long Quốc. Sau khi thảo luận, nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng và nước Dẫn Giao dựa vào việc bị ngăn cách với Long Quốc bởi nhiều đại dương, Long Quốc không dám đưa quân đi thám hiểm, cuối cùng quyết định không cầu hòa, đợi cái diễn biến sau này. Sư Quốc và nước Lang Quốc tiếp giáp với Long Quốc, vô cùng nguy hiểm, nên không thể bình tĩnh như vậy. Tuy nhiên, Sư Quốc cảm thấy rằng sức mạnh quốc gia của mình tương đối mạnh, nên họ không muốn khuất phục mà đợi đến khi Long Quốc xuất chinh mới nói tiếp. Tuy nhiên, nước Lang Quốc đã nhiều lần gây chiến và thất bại với Long Quốc trong những năm qua, hơn nữa là một nước nhỏ tiếp giáp với Long Quốc, nên rất sợ cuộc tấn công quy mô lớn của Long Quốc vào họ. Buổi lễ tuyên thệ của Long Quốc trước khi xuất chinh đã làm cho lòng người ở nước Lang Quốc sợ hãi. Các vị ái khanh, quốc vương của Long Quốc đã nói trong buổi lễ tuyên thệ rằng, kẻ nào xâm phạm đến Long Quốc vĩ đại của chúng ta, dù là ở đâu cũng phải giết. Trong những năm qua, chúng ta đã nhiều lần xâm lược Long Quốc. Các khanh nghĩ xem có khi nào Long Quốc có thể lấy chúng ta ra để khai đao không? Quốc vương Lang Quốc ngồi trên ghế lưới và run rẩy hỏi các bộ trưởng dân sự và bộ trưởng quân sự. Quốc vương nước Lang Quốc, tôi nghĩ rất có thể. Nước Lang Quốc chúng ta là gần với Long Quốc nhất, hơn nữa chúng ta xâm lược chúng quanh năm. Nếu muốn xuất binh viễn chinh, chúng nhất định sẽ sử dụng một quốc gia nhỏ bé như của chúng ta để giết gà dọa khỉ. Một bộ trưởng dân sự nói, nếu đúng như thế, từ thời lập nước nền tảng quân sự của chúng ta đã không nhiều. Trong những năm qua lại cực kỳ hiếu chiến, binh lực đã suy yếu, căn bản chúng ta không có sức để có thể chống lại quân đội của Long Quốc. Quốc vương nước Lang Quốc vừa nói vừa đổ mồ hôi hột. Quốc vương nước Lang Quốc, việc Long Quốc có thể đẩy lùi liên quân năm quốc gia của chúng ta bằng chính sức mạnh của mình cho thấy sức mạnh quân sự của Long Quốc vô cùng lớn. Chỉ với một mình, Lệ Uy Long đã quét sạch chiến thần bất bại Ano và chiến thần vô địch Tay Lo trong thành phố Quốc Hòa. Bộ, có thể thấy Lệ Uy Long là thần chiến tranh thực sự. Chúng ta cũng có thể cầu hòa sớm để giảm thương vong. Một quan chức dân sự cho biết. 2 tháng trước, chúng tôi đã bị đánh bại bởi Lệ Uy Long, người đang nắm quyền lực lớn ở biên giới phía tây của Long Quốc 2 tháng trước. Chúng ta đã cầu hòa một lần. Bây giờ chúng ta đã liên minh với nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, và liên minh tấn công Long Quốc. Và lại bị đánh bại, bây giờ chúng ta lại cầu hòa. Không biết Long Quốc có chấp nhận không? Quốc vương nước Lang Quốc nói. Quốc vương nước Lang Quốc, ngài yên tâm. Mặc dù nước Lang Quốc của chúng ta nhỏ nhưng nước Lang Quốc của chúng ta lại có nhiều núi cao và rừng rậm. Nếu Long Quốc muốn tấn công chúng ta, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, Long Quốc có quá nhiều máy bay chiến đấu, rất tiên tiến và lợi thế về địa lý không còn đóng vai trò gì nữa. Họ có thể tấn công vị trí của chúng tôi chỉ bằng máy bay chiến đấu. Đúng lúc này, một sĩ quan tình báo bước vào. Báo cáo, quốc vương nước Lang Quốc, có thông tin khẩn cấp. Nhân viên tình báo lo lắng nói. Gì, thông tin khẩn cấp gì, nhanh lên, nói cho tôi biết. Quốc vương nước Lang Quốc đã linh tính không tốt, sợ hãi hỏi. Vừa rồi, Lệ Uy Long, hộ soái bảo vệ đứng đầu của Long Quốc, đã đích thân dẫn đầu 20 máy bay vận tải và 100 máy bay chiến đấu. Cất cánh từ sân bay quân sự thành phố Quốc Hòa, và đến thẳng phía Tây. Các nhân viên tình báo theo dõi tình hình, các động thái của Long Quốc đã báo cáo tin cho quốc vương nước Lang Quốc. Quốc vương nước Lang Quốc nghe xong thì sợ hãi đến nỗi ngã khỏi ghế vua. Bởi vì nước Lang Quốc của ông ta nằm ở phía Tây của Long Quốc. Lệ Uy Long đã dẫn hơn 100 máy bay chiến đấu bay về phía Tây. Không nghi ngờ gì nữa, anh sẽ gửi quân đến viễn chinh và đột kích nước Lang Quốc của ông ta. Chương 875 run rẩy. Quốc vương nước Lang Quốc. Khi tất cả các bộ trưởng dân sự và quân đội nhìn thấy quốc vương nước Lang Quốc bị sốc rơi khỏi ghế, tất cả đều kêu lên và đi lên để giúp ông ta. Quốc vương nước Lang Quốc, ngài bị sao vậy? Một công chức hỏi. Long Quốc này, làm sao, vừa nói đánh thì liền đánh rồi. Quốc vương nước Lang Quốc run rẩy nói. Vừa rồi ông ta nói Long Quốc có thể sẽ đưa quân đến tấn công,
không ngờ vừa mới hạ giọng liền nhận được tin tức Long Quốc phái một lượng lớn chiến binh, ông ta làm sao có thể không kinh hãi. Đúng vậy, Long Quốc vừa tuyên thệ trước khi xuất quân, thì lập tức phái một lượng lớn chiến binh tấn công chúng ta, dường như muốn tiêu diệt chúng ta một cách bất ngờ. Một bộ trưởng cũng sợ hãi nói. Lệ Uy Long luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiên quyết trong công việc. Anh ta phải chiến đấu ngay khi có thể. Anh ta chắc muốn chúng ta bị sét đánh không kịp bưng tai, dần đầu tiêu diệt nước Lang quốc chúng ta, giết gà dọa khỉ. Khiến các quốc gia kẻ thù khác khiếp sợ, chỉ huy quân sự nói. Long quốc đang hung hãn tấn công nước Lang quốc của chúng ta nên làm thế nào đây? Quốc vương nước Lang quốc nói. Quốc vương nước Lang quốc, theo ý kiến của tôi, chúng ta nên đầu hàng càng sớm càng tốt và cầu hòa với Long quốc ngay lập tức. Chúng ta còn chưa bắt đầu khai chiến với Long quốc, thế thì nghĩa là chúng ta không chiến mà đã khuất, đầu hàng với Long quốc, vậy còn gì mà mặt mũi của chúng ta? Một quan chức quân sự nói. Đợi đến khi khai chiến thật sự, chúng ta mới đầu hàng thì đã quá muộn rồi. Thay vì đợi đến khi vô số binh lính của nước Lang quốc của chúng ta bị giết rồi mới đầu hàng, tốt hơn hết là nên đầu hàng Long quốc ngay bây giờ và ký một hiệp định đình chiến để giảm bớt tổn thất. Một quan chức dân sự khác nói. Quốc vương nước Lang quốc, Long quốc đã đạt được những thắng lợi to lớn trên bốn mặt trận Đông, Nam, Tây và Bắc, đặc biệt là chiến thắng ở thành phố Quốc Hòa, quét sạch Hano và Tay Lo, nên sĩ khí đang bùng nổ. Đơn giản là chúng ta không thể cạnh tranh được với họ điều này. Nếu phải đối đầu với một quốc gia hùng mạnh như thế, tốt hơn là nên đầu hàng nhanh chóng. Một quan chức khác nói. Đúng vậy, quốc vương Long quốc của Long quốc đã nói trước công chúng rằng kẻ xâm phạm Long quốc vĩ đại sẽ bị tiêu diệt. Nhưng những lời anh ta nói không phải là để dọa người. Bây giờ, Lệ Uy Long, hộ soái bảo vệ hàng đầu của họ, đang dẫn đầu cuộc tấn công. Có thể thấy Long quốc quyết tâm tiêu diệt chúng ta, lúc này chúng ta sẽ không đầu hàng, còn chờ đến bao giờ. Một vị tướng rụt rè cũng nói. Ngay cả chiến thần bất khả chiến bại Ano và chiến thần bất khả chiến bại Tyler cũng không phải là đối thủ của Lệ Uy Long. Làm sao chúng ta, một nước Lang quốc nhỏ, có thể chống lại một chiến thần tầm cỡ thế giới như Lệ Uy Long? Một vị tướng khác nói. Các chiến binh của Long quốc đã được cử đi, và sẽ không mất nhiều thời gian để bay đến nước Lang quốc của chúng ta. Đến lúc đó, nước Lang quốc của chúng ta sẽ bị tàn phá và tiêu diệt. Không còn nhiều thời gian cho chúng ta, quốc vương nước Lang quốc, xin ngài hãy đưa một quyết định nhanh chóng. Một bộ trưởng dân sự khác nói. Lúc này quốc vương nước Lang quốc đã trở thành một con chim sợ cành cong. Nghe nói hầu hết các bộ trưởng dân sự và quân sự đều chủ trương đầu hàng, chỉ có một số ít chủ trương kháng cự, ông ta hạ quyết tâm và nói, được rồi, vậy thì theo số đông, ngay lập tức đầu hàng Long quốc, yêu cầu đình chiến. Nghe tin quốc vương nước Lang quốc cuối cùng cũng đồng ý đầu hàng, các bộ trưởng dân sự và quân sự cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, họ khen ngợi quốc vương nước Lang quốc khôn ngoan, hiểu chuyện và quyết đoán. Long quốc, thành phố Quốc Hòa, trong nghĩa trang liệt sĩ. Các quan chức dân sự và chỉ huy quân sự có mặt thấy rằng không lâu sau khi Lệ Uy Long rời đi, vô số máy bay chiến đấu đã băng qua bầu trời thành phố Quốc Hòa và lao về phía Tây. Vừa lúc này, Lệ Uy Long đột nhiên dẫn một nhóm binh lính từ sư đoàn dũng sĩ và một nhóm lính đặc nhiệm của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng rời đi, họ không thể hiểu được Lệ Uy Long sẽ làm gì. Bây giờ họ nhìn thấy rất nhiều chiến binh tấn công, họ đều nghĩ rằng Lệ Uy Long, theo lệnh của quốc vương Long quốc, sẽ đột ngột đưa quân đến nước Lang quốc ở phía Tây. Quốc vương Long quốc biết rằng Lệ Uy Long sẽ đến thành phố Vĩnh Thụy để giải cứu mẹ mình Lê Tuyết Tương. Nhìn thấy Lệ Uy Long đã triển khai rất nhiều máy bay chiến đấu chỉ để cứu mẹ mình, quốc vương Long quốc cảm thấy một chút bất mãn. Lệ Uy Long này chỉ muốn cứu mẹ mình, hơn nữa anh chỉ là đang đối phó với các thế lực ở một địa phương, tại sao lại xuất nhiều chiến binh đến vậy? Điều này quá xa hoa và lãng phí, chỉ cần gửi đi một ít là quá đủ. Đừng nói là Lệ Uy Long đang muốn san bằng thành phố Vĩnh Thụy. Tuy nhiên, quốc vương Long quốc mặc dù cảm thấy có chút bất mãn, nhưng cũng khó có thể nói ra lời. Bởi vì vừa rồi ông ta đã nói với Lệ Uy Long rằng quân đội của Long quốc anh có thể sử dụng đụng toàn lực. Là quốc vương của một đất nước, lời đã ra khỏi miệng thì không thể rút lại. Đúng lúc này, một vị quan chức phụ trách ngoại giao đột nhiên chạy tới. Báo cáo với quốc vương Long quốc. Nước Lang quốc đột nhiên tuyên bố đầu hàng Long quốc của ta. Vị quan chức ngoại giao có chút kích động nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.